Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 99. Lúc chúng nó xuất hiện lại lần nữa thì đã vào trong Vu Thành, chẳng mấy chốc, trong Vu Thành vang lên từng tiếng nổ đùng đoàng, lúc này, sắc mặt của A Mục lập tức tái đi. Diệp Huyên vội đỡ lấy A Mục ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hai mắt nàng ta chậm rãi nhắm lại, bảo. Vừa dứt lời, những phù văn đen phía chân trời đồng loạt nổ tung, tựa như pháo hoa. Từng tiếng kêu gào thê lương không ngừng vang lên. Mà lúc này, sắc mặt của A Mục cũng đã trắng bệch đi. Thượng sứ ở trên cao khẽ nhíu mày lại, gã ta đột nhiên biến mất, mà cùng lúc đó, Diệp Huyên bên cạnh A Mục cũng biến mất theo. Một tia kiếm quang xẹt ngang bầu trời. Ầm. Thượng sứ bị chiêu kiếm của Diệp Huyên đẩy lùi. Thượng sứ liếc mắt nhìn Diệp Huyên, giờ khắc này bất tử chi thân của Diệp Huyên vẫn còn, gã ta quay đầu nhìn thần công, ta cản tên này, ngươi cản ả kia đi. Nói xong, gã ta bay thẳng về phía Diệp Huyên. Sau khi thượng sứ biến mất, thần công nhìn A Mục ở phía dưới, gã mở tay ra, một con thủy long rất nhỏ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay gã. Thần công nhìn A Mục, rồi trưởng xuống. Ầm ầm. Một con thủy long bỗng lao xuống từ trên trời. Lúc này Diệp Liên lại xuất hiện trước mặt A Mục, nàng xòe lòng bàn tay ra, khiên thái cực bỗng bay lên, con thủy long kia lập tức bị khiên thái cực ngăn lại. Khóe miệng thần công cong lên nụ cười dữ tợn, gã lao thẳng đến chỗ Diệp Liên. Diệp Liên mặt không cảm xúc, nàng đang định ra tay thì A Mục ở sau lưng bỗng nói, cô đừng ra tay, cô. Mà lúc này, Diệp Liên đã xông ra ngoài. Phía chân trời, Diệp Liên cuộn tay phải thành nắm đấm, sau đó tung ra một quyền, bên trên quả đấm là một tia u quang lấp lóe, mà lúc này, một con thủy long cực lớn đã lao đến trước mặt nàng. Ầm. Cú đấm tung ra, con thủy long lập tức nổ nát, mà bản thân thần công cũng bị đẩy lùi hơn trăm trượng trong nháy mắt. Thấy cảnh này, A Mục ở phía dưới sừng sốt. Diệp Liên biết đánh nhau như vậy à? Thần công kia cũng ngây người, muội muội của Diệp Huyên biết đánh nhau đến vậy ư? Phía chân trời, Diệp Liên xòe tay ra, thanh tu la thứ bỗng xuất hiện trong tay nàng, mà bên tay trái lại cầm khiên thái cực. Thần công nhìn chằm chằm vào Diệp Liên, gã đang định ra tay thì đúng lúc này, một thanh trường thương xé không lao đến từ chân trời. Thần công xoay người lại, gã vung lòng bàn tay lên, một tấm khiên nước xuất hiện trước mặt gã. Ầm. Trường thương chém lên khiên nước, cái khiên lập tức rung lên, rồi rạn nứt. Thần công ngẩng đầu nhìn về phía xa, cách đó không xa có một cô gái đang chậm rãi bước đến. Là Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên nơi xa rồi khẽ nói, luân hồi cảnh. Nhanh thật đấy. Nàng ta vẫn còn cách luân hồi cảnh một chút nữa. Thần công liếc mắt nhìn Trương Văn Tú, khóe miệng cong lên một tia xem thường, gã đang định ra tay thì lúc này bỗng có một luồng kiếm quang chém đến từ phía chân trời. Thấy luồng kiếm quang này, thần công híp hai mắt lại, phàm kiếm. Thần công không dám khinh thường khi đối mặt với chiêu kiếm này. Gã dẫm chân phải một cái, thủy vực xuất hiện. Khoảnh khắc thủy vực xuất hiện, tia kiếm quang bỗng giảm tốc, nhưng chỉ một chốc sau, nó lại chợt tăng tốc, thần công biến sắc, giơ ngang tay cản lại. Ầm. Một tia nước bắn ra, thần công chợt lui mấy trăm trượng. Mà nơi gã vừa đứng ban nãy xuất hiện một cô bé. Tiểu Thất. Bên cạnh Tiểu Thất còn có hai cô gái, chính là An Lan Tú và Liên Vạn Lý. Ba cô gái tụ hội. Tiểu Thất nhìn thần công, vẻ mặt không có cảm xúc gì, kiếm trong tay khẽ rung, thủ thế chờ đợi. Thần công nhìn mấy cô nàng vừa xuất hiện một lát rồi nhíu mày lại, các ngươi lại mọc ra từ đâu đấy. Tiểu Thất đột nhiên biến mất tại chỗ. Xoẹt. Một tia kiếm quang xé không lao ra. Thần công ở phía xa xa híp hai mắt lại, gã đột nhiên búng tay một cái, trong tích tắc. Vô số dòng nước từ trong cơ thể gã bắn ra, mà cũng cùng lúc ấy, không gian xung quanh gã mấy trăm trượng đột nhiên biến thành một vùng thủy vực, mà vùng nước này lại vừa đủ cao để nhấn chìm Tiểu Thất. Nhưng một khắc sau, một tia kiếm quang đột nhiên lao ra khỏi thủy vực, chớp mắt đã có mấy tàn ảnh xuất hiện trên dưới trái phải quanh thần công tái mặt, gã nhanh chóng tung quyền ra phía trước. Ầm.
Cú đấm này lập tức đập vỡ không gian trước mặt gã. Xẹt 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 xẹt. Trong không gian vụn vỡ này, từng tiếng xé toạc đang không ngừng vang lên, kiếm quang bay khắp trời. Phía xa xa, An Lan Tú đang định ra tay thì Trương Văn Tú lại bỗng chỉ xuống dưới, ý là mau xuống dưới giúp đỡ. An Lan Tú nhìn về phía chân trời, trong vô thành, những sinh linh hắc ám kia đang điên cuồng tàn sát. Thấy cảnh này, An Lan Tú không do dự nữa mà vọt thẳng đi. Liên Vạn Lý cũng theo sát phía sau. Mà Diệp Liên thì canh giữ ở bên cạnh Am Mục. Phía chân trời, đại trận của vu tộc lần lượt biến mất, nhưng những sinh linh hắc ám kia cũng đã phải trả một cái giá vô cùng đau đớn và thê thảm. Đúng lúc này, nơi chân trời xa xôi đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng, chùm ánh sáng bao phủ cả vùng trời. Sau đó chúng lấy tốc độ cực nhanh lao về phía đám sinh linh hắc ám đang phủ quanh vùng trời vu tộc. Thiên tộc. Lúc này thiên tộc đã ra tay. Cũng dùng đại trận. Mà trong chùm sáng trắng, có một cô gái đang đứng. Chính là A Thiến. A Thiến khép hờ hai mắt, xung quanh nàng ta có vô số phủ văn trắng bay lượn, mà trong luồng sáng trắng ấy, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra vô số thanh kiếm nhỏ mỏng tựa lông tơ. Thấy chùm sáng trắng đó, sắc mặt của thượng sứ đang giao thủ với Diệp Huyên bỗng trở nên vô cùng khó coi, gã ta quay đầu nhìn Vô Thiên rồi gằn giọng, đến lúc này rồi mà hắc ám giới còn muốn giữ sức à. Nghe thượng sứ nói thế, Vô Thiên do dự một chốc, sau đó xoay người nhìn về phía truyền tống trận, lúc này, bên trong truyền tống trận lần lượt có từng luồng khí thế mạnh mẽ bỗng bộc phát ra, chẳng bao lâu sau, mấy chục sinh linh hắc ám tay cầm trường thương lao vọt ra. Binh đoàn hắc ám. Sau khi binh đoàn hắc ám này lao ra, nhóm A Mục bỗng chốc thay đổi sắc mặt. Rốt cuộc hắc ám giới này có bao nhiêu cường giả? Vẻ mặt của A Thiến ở phía chân trời cũng vô cùng nặng nề, im lặng trong chốc lát, nàng ta đột nhiên gào lên, tất cả cường giả thiên tộc xuất chiến. Nàng ta vừa nói xong, phía sau lưng bỗng xuất hiện vô số cường giả thiên tộc kéo đến. Tử chiến. Lúc này đây, cho dù là vu tộc, thiên tộc hay là những dị thú kinh mang đến kia, tất cả đều quyết tử chiến. Thế nhưng, bất kể là sức chiến đấu hay là số lượng, bọn họ vẫn chênh lệch với hắc ám giới nhiều lắm. Bởi vậy, khi hai bên giao thủ, vu tộc và thiên tộc lập tức bị áp chế. Diệp Huyên đang giao thủ với thượng sứ cũng biến sắc, hắn thối lùi về sau, muốn kéo dài khoảng cách với thượng sứ, nhưng thượng sứ căn bản không cho hắn cơ hội đó. Gã ta như người điên mà cứ lao đến tấn công hắn. Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại, đối mặt với thượng sứ này, hắn cũng không dám bất cẩn, cho dù có bất tử chi thân, nhưng bất tử chi thân lại có hạn chế về mặt thời gian. Lúc này, thượng sứ đột nhiên vào tới trước mặt Diệp Huyên, tay phải gã ta vung lên, một sợi dây xích đen kịt lao về phía đầu Diệp Huyên, nơi sợi xích này đi qua, không gian lập tức hóa thành hư vô. Diệp Huyên không hề né tránh, hắn cầm thiên chu trong tay bổ về phía trước. Xoẹt. Chiêu kiếm này lập tức chém nát sợi xích đen kia. Sau khi chém nứt sợi xích, Diệp Huyên thả người nhảy lên, hai tay cầm kiếm đột nhiên quay sang bổ về phía thượng sứ. Thượng sứ không hề gắng đỡ chiêu kiếm của Diệp Huyên, mà là lùi nhanh về sau hơn trăm trượng, kéo dài khoảng cách với hắn. Chiêu kiếm của Diệp Huyên chém vào hư không. Phía xa, thượng sứ nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên, trong mắt mang theo tia nghiêm nghị. Kiếm của Diệp Huyên quá sắc bén, lại thêm Diệp Huyên là phàm kiếm tầng 2, có uy hiếp rất lớn với gã ta, bởi thế gã ta không hề cố gắng đỡ lấy kiếm của Diệp Huyên. Diệp Huyên liếc nhìn xuống dưới, khi thấy tình hình thế trận ở dưới, sắc mặt hắn trầm xuống, trận chiến dưới kia đang ngày càng bất lợi hơn cho thiên tộc và vu tộc. Cho dù là thiên tộc hay vu tộc, có thể nói tổn thất đã vô cùng nặng nề. Đúng lúc này, bên trong truyền tống trận phía sau Vô Thiên đột nhiên truyền ra một luồng hơi thở mạnh mẽ, chẳng mấy chốc, trong không gian đen kịt của hố đen, lại có vô số sinh linh hắc ám ùa ra. Nhìn thấy một rừng sinh linh hắc ám cuồn cuộn không ngừng kia, cường giả của cả hai tộc Vu và Thiên ở đây đều thấy tuyệt vọng. Số lượng thật sự quá nhiều. Thật ra chuyện này cũng bình thường thôi. Dù sao năm đó hắc ám giới cũng có can đảm để la lối trước mặt thiên đạo mà. Đúng lúc này, A Mục ở phía dưới đột nhiên nhìn Diệp Huyên, nàng ta nhếch môi cười, lần này,
chúng ta thật sự hết đường rồi. Diệp Huyên nhìn A Mục cười khẽ, ta thật sự không hề hối hận khi chọn ngươi làm Vu thị, nếu có kiếp sau, chúng ta gặp lại. Vừa dứt lời, thân thể nàng ta đột nhiên bốc cháy. Thiêu đốt tuổi thọ. A Mục ngẩng đầu nhìn về đám sinh linh hắc ám vô cùng vô tận kia, dùng tuổi thọ của ta, tế trận. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu nàng ta bỗng xuất hiện một vòng trận hư ảo. Mà lúc này đây, thân thể của A Mục cũng bắt đầu mờ đi, sắc mặt nàng ta cũng đã trắng bệch như tờ giấy. Thấy cảnh này, vô số cường giả vô tộc có mặt ở đây đều đỏ hoe mắt. Cấm kỵ chi trận. Theo đại trận này xuất hiện, từng khí thế mạnh mẽ lần lượt xuất hiện ở nơi chân trời, mà nơi ấy, Diệp Huyên thấy thân thể A Mục bốc cháy lên, hắn lập tức sững người. Một khắc sau, Diệp Huyên đột nhiên gào lên, không. Lúc này, hắn thật sự đã hoảng. Hắn sợ mất đi A Mục. Diệp Huyên như thể hóa điên, hắn lao nhanh xuống dưới, mà thượng sứ kia cứ sống chết cản hắn lại, không chỉ thế, còn có hơn 10 cự linh hắc ám chắn trước mặt Diệp Huyên. A Mục ở phía dưới nhìn Diệp Huyên nơi chân trời đang cố chạy đến, nàng khẽ cười, thật sự phải vĩnh biệt rồi. Nói xong, thân thể cùng linh hồn nàng ta đều bốc cháy. Nơi chân trời, thần công đột nhiên điên cuồng cười ha ha, Diệp Huyên, tuyệt vọng chưa? Chúng ta nhiều người vậy đấy, ha ha, ngươi không phải biết gọi người lắm à? Ngươi gọi đi, mẹ nó ngươi gọi người đến đây đi. Phía xa xa, hai mắt Diệp Huyên đột nhiên đỏ oạch lại. Huyết mạch chi lực. Đúng lúc này, có một cánh tay ngọc đột nhiên khẽ đặt lên vai hắn, thoáng chốc huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn lại thối lui như thủy triều rút nước. Cùng lúc đó, kiếm thiên chu trong tay Diệp Huyên rung lên kịch liệt, từng tiếng kiếm ngân không ngừng vang vọng, rồi cuối cùng là tự mình song thẳng lên trời. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Mà trước mặt Diệp Huyên là một cô gái mang áo bào trắng. Nàng ta chắp tay trái sau lưng, tay phải thì đặt lên vai Diệp Huyên. Bên hông cô gái áo bào trắng có dắt một hồ lô rượu. Lúc này, cô gái áo bào trắng khẽ chỉ tay ra, kiếm thiên chu trong tay Diệp Huyên đột nhiên bay vút lên. Một khắc sau, nó lập tức hóa thành một luồng kiếm quang bay đến trên đỉnh đầu A Mục. Ngọn lửa trên người A Mục nháy mắt tan biến. Tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt nhìn cô gái áo bào trắng kia. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cô là ai? Cô gái này có hơi quen mắt, nhưng hắn thật sự không nhớ được đối phương là ai. Cô gái áo bào trắng cứ đứng lặng yên nhìn Diệp Huyên. Đúng lúc này, thần công ở phía xa bỗng nói, ngươi lại mọc ra từ đâu nữa? Cô gái áo bào trắng quay đầu nhìn về phía thần công, ngươi muốn giết hắn. Thần công híp hai mắt lại, phải thì sao? Chớp mắt, cô gái áo bào trắng đã biến mất. Chỉ một tích tắc sau, cô gái áo bào trắng đã xuất hiện lại trước mặt thần công còn chưa kịp phản ứng thì nàng ta đã bóp lấy cổ họng của gã. Lúc này, ai nấy đều sửng sốt. Một chiêu đã nắm thóp thần công. Xung quanh mọi người đều hóa đá. Thần công cũng trợn tròn hai mắt, trong đôi người tràn ngập vẻ khó tin. Mình bị người ta dùng một chiêu khống chế. Còn không có sức để chống đỡ lại. Bây giờ đầu óc thần công hoàn toàn trống rỗng. Vẻ mặt của Vô Thiên và Thượng Sứ ở phía xa cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhất là Thượng Sứ. Bây giờ trong lòng Thượng Sứ vô cùng chấn động, thực lực của thần công tuy kém gã ta một chút, nhưng cũng là cường giả đứng đầu trong thiên địa này. Cứ thế bị một cô gái dùng một chiêu khống chế hoàn toàn. Không phải bảo chỗ dựa mạnh mẽ nhất của Diệp Huyên là cô gái váy trắng à? Người phụ nữ trước mắt này là ai? Diệp Huyên cũng hơi hoang mang, người phụ nữ mới xuất hiện này là ai? Hơi đột ngột quá rồi đấy. A Mục ứa phía dưới cũng tròn xoe mắt, tỷ tỷ này là ai vậy? A Thiến xuất hiện bên cạnh A Mục, nàng ta nhìn A Mục, ngươi cũng không biết à? A Mục lắc đầu, không biết. A Thiến trầm mặc một lúc rồi nói, rốt cuộc phía sau tên này có bao nhiêu người vậy? Nói xong, nàng ta lại nhìn sang đám người thần công, ta bỗng thấy họ có chút đáng thương. A Mục. Phía chân trời. Cô gái áo bào trắng nhìn thần công ở trước mặt, nàng ta đột nhiên siết chặt tay lại.
Ầm. Thân thể thần công lập tức bị bóp nát, linh hồn của gã vẫn chưa bị cô gái áo bào trắng giết chết, mà là đang bị một luồng kiếm quang ghim lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dưới kiếm quang, thần công đã hoảng sợ tột độ. Bởi vì gã phát hiện, bản thân không hề có chút sức phản kháng nào cả. Cô gái áo bào trắng xoay người nhìn Diệp Huyên ở trước mặt, mà lúc này thượng sứ ở phía xa đột nhiên thất thanh nói, ngươi là phân thân. Phân thân. Nghe thượng sứ nói vậy, mọi người ở đây đều đông cứng. Phân thân. Người mạnh mẽ như vậy lại là phân thân. Thần công đang bị kiếm quang ghim lại cũng hóa đá, trên mặt gã chỉ còn lại vẻ khó tin. Cô gái áo bào trắng không để ý đến thượng sứ, nàng ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, lúc này, kiếm thiên chu bỗng bay đến trước mặt nàng ta, cô gái áo bào trắng không quan tâm đến nó, mà chỉ nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên do dự rồi hỏi, tiền bối, người là... Hắn cũng thấy mơ hồ với người phụ nữ ở trước mắt này. Bởi vì hắn thật sự không biết đối phương là ai, nhìn có hơi quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được. Đúng lúc này, trong mắt cô gái áo bào trắng bỗng chảy xuống một dòng lệ. Khóc. Diệp Huyên sửng sốt. Sao lại khóc? Những người có mặt ở đó đều quay sang nhìn nhau, một người phụ nữ mạnh mẽ như thế sao lại khóc? Cô gái áo bào trắng vươn tay phải lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Diệp Huyên, tiếc là hai người bọn họ không thể thấy ngươi. Diệp Huyên nghe xong lại thấy mờ mịt. Cô gái áo bào trắng bảo, các nàng ấy cũng khổ, tất nhiên khổ nhất vẫn là nàng. Vì ngươi, nàng đã nguyện làm địch với toàn bộ thế giới, nếu không nàng đã. Diệp Huyên khẽ hỏi, cô gái váy trắng. Cô gái áo bào trắng gật đầu. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi hỏi, vậy cô là? Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Huyên, người gọi nàng là gì? Diệp Huyên khẽ đáp, Thanh Nhi. Cô gái áo bào trắng cười nói, vậy ngươi cũng có thể gọi ta là Thanh Nhi. Nghe thế, Diệp Huyên biến sắc cô là chủ nhân của Kiếm Thiên Chu. Lúc này, Kiếm Thiên Chu rung lên, như đang đáp lời. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía Thiên Chu. Nàng xòe lòng bàn tay ra, kiếm thiên chu xuất hiện trong tay nàng. Ầm. Một luồng kiếm ý mạnh mẽ bộc phát từ trong thiên chu rồi phóng thẳng lên trời, một vài sinh linh hắc ám không tránh kịp đã bị thiêu thành khói bụi. Thấy cảnh này, sắc mặt của đám người thượng sứ ở phía xa lập tức trở nên khó coi. Người phụ nữ này cũng là một kiếm tu. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyên. Nàng ấy đặt kiếm vào tay Diệp Huyên rồi nói, đối xử tử tế với nó nhé. Diệp Huyên nhìn nàng, cô chỉ là một phân thân. Cô gái áo bào trắng gật đầu, bản thể của ta gặp phải chút chuyện ở trên đường. Bản thể. Mí mắt Diệp Huyên giật lên, thực lực của Thanh Nhi này e là cũng thuộc hàng nghịch thiên. Đúng lúc này, thượng sứ ở phía xa đột nhiên lên tiếng, không biết các hạ tên là gì. Cô gái áo bào trắng xoay người nhìn thượng sứ, nàng ấy không hề phí lời, chỉ đấm ra một quyền. Thượng sứ biến sắc, gã ta vội vung hai cánh tay lên đỡ về phía trước, mà trước mặt gã, vô số hắc quang đột nhiên ngưng tụ lại thành một tấm khiên, nhưng tấm khiên ấy nháy mắt đã bị vỡ vụn, cùng lúc đó, gã ta bị đẩy lùi về sau cả nghìn trượng. Sau khi dừng lại, thân thể của gã ta đã tan biến, chỉ còn lại linh hồn. Không chỉ thế, linh hồn của gã ta cũng đang dần trở nên hư huyễn. Thấy cảnh này, vẻ mặt của Vô Thiên tràn ngập sự sợ hãi, hai tay ông ta đang run rẩy. Một quyền đã đánh bại hoàn toàn thượng sứ. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Vô Thiên đột nhiên nhìn về phía thần công đang bị giam cầm ở phía xa rồi gào lên, không phải ngươi bảo hắn không còn ai chống lưng nữa ư? Ánh mắt thần công đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ gì. Linh hồn thượng sứ ở phía đối diện cũng đang lâm vào cảnh hoảng loạn. Một quyền. Gã ta không đỡ nổi một quyền của người phụ nữ trước mắt này. Cô gái áo bào trắng nhìn thượng sứ, nàng ấy đang định ra tay tiếp thì Diệp Huyên vội đưa kiếm trấn hồn cho nàng, dùng kiếm này hấp thu gã. Thực lực của thượng sứ vô cùng mạnh mẽ, nếu để kiếm trấn hồn hấp thu, không chừng lại có thể đột phá. Cô gái áo bào trắng cầm lấy kiếm trấn hồn. Sau đó vung tay lên,
sắc mặt thượng sứ ở phía xa trắng bệch đi, gã ta vội thối lùi về sau như bị điên. Muốn chạy trốn. Nhận xong một quyền khi nãy, gã ta đã biết, thực lực của người phụ nữ này bỏ xa gã. Không thể địch. Bởi thế, suy nghĩ đầu tiên của thượng sứ chính là rút lui, nhưng gã vẫn đánh giá thấp người phụ nữ này. Gã ta vừa lùi lại, kiếm chấn hồn đã đâm thẳng vào trong cơ thể gã. Nhanh đến mức gã căn bản không phản ứng kịp. Kiếm chấn hồn vừa tiến vào cơ thể thượng sứ liền hấp thụ gã. Thấy cảnh này, Vô Thiên ở cách đó không xa đột nhiên gào lên, rút lui. Nói xong, ông ta lập tức xoay người chạy vào truyền tống trận không gian kia, mà những sinh linh hắc ám xung quanh ông ta cũng dồn dập thối lui. Đúng lúc này, cô gái áo bào trắng lại bỗng đấm ra một quyền. Dưới sự chứng kiến của mọi người, không gian trước mặt cô gái áo bào trắng lập tức bắt đầu biến thành hư vô, vô số sinh linh hắc ám bị nổ chết. Một quyền. Thấy cảnh này, vẻ mặt ai nấy cũng đều trở nên ngưng trọng. Thực lực của cô gái áo bào trắng này không phải mạnh mẽ bình thường thôi đâu. Có thể nói, cường giả cỡ này đã có năng lực hủy diệt vũ trụ. Lúc này, cô gái áo bào trắng lại bỗng nhìn sang phía truyền tống trận không gian nọ, nàng ấy đấm ra một quyền, quyền ấn kia bay thẳng vào trong truyền tống trận, yên lặng trong nháy mắt, phía bên trong trận đột nhiên bùng lên một sức mạnh to lớn. Truyền tống trận đột nhiên nổ tanh bành. Cô gái áo bào trắng mặt không cảm xúc, lại đấm ra thêm một quyền. Quyền vừa ra, một luồng quyền ấn đột nhiên lóe lên từ trên nắm đấm của nàng ấy, thế nhưng một khắc sau, quyền ấn kia đột nhiên biến mất ở trước mặt nàng. Trong một tinh không tăm tối xa xôi, một luồng quyền ấm bỗng bay ra, nháy mắt khi quyền ấn này xuất hiện, vùng tinh không hắc ám ấy đột nhiên rung lên, mà đúng lúc đó, ở nơi sâu thẳm trong vùng trời này bỗng có một bàn tay khổng lồ màu đen kịt vươn ra dò xét, sau đó nó đánh thẳng vào luồng quyền ấn kia. Bàn tay khổng lồ đen kịt nọ lập tức vỡ vụn, sau đó hóa thành hư vô, mà quyền ấn kia vẫn tiếp tục tiến vào nơi sâu thẳm trong tinh không hắc ám. Nháy mắt sau. Vùng tinh không hắc ám này đột nhiên nổ tung. Trên bầu trời vô thành, cô gái áo bào trắng bước ra trước một bước, đang định ra tay tiếp thì lại như nghĩ đến điều gì đó, nàng ấy quay sang nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Nói xong. Hắn bỗng sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện thân thể của cô gái áo bào trắng đang trở nên hư huyễn. Cô gái áo bào trắng nhẹ giọng nói, ban nãy vì vội chạy đến đây, phân thân của ta đã xuyên qua vô số vách cản không gian của vô số tinh vực và vô số tinh hà, thêm chiêu đánh vừa rồi, phần phân thân này sắp tan biến rồi. Diệp Huyên ngây người, sau đó vội hỏi, bản thể của cô đâu? Cô gái áo bào trắng chỉ lên đỉnh đầu, một nơi khá xa. Lúc đến đó ta đã gặp chút chuyện. Diệp Huyên trừng mắt, chuyện gì? Cô gái áo bào trắng không trả lời vấn đề này của Diệp Huyên, nàng ấy khẽ vươn tay phải, tháp giới ngục và thư phòng lập tức xuất hiện trong tay nàng, nhìn thư phòng, lông mày nàng ấy hơi nhíu lại. Diệp Huyên liền hỏi, làm sao thế? Cô gái áo bào trắng nhẹ giọng đáp, vật này có chút thú vị, nhớ giữ cẩn thận. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, bây giờ cô vẫn chưa tan biến hoàn toàn đúng không? Cô gái áo bào trắng gật đầu, sao thế? Diệp Huyên nhìn thư phòng rồi trầm giọng nói, ta muốn mở thư phòng này. Mở thư phòng. Hắn đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi. Lúc trước mãi vẫn chưa có cơ hội, nhưng bây giờ hắn cảm thấy thời cơ đã đến rồi. Có cô gái áo bào trắng trấn thủ ở đây, hắn không còn sợ gì nữa. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Huyên rồi gật đầu, người có thể thử. Diệp Huyên cũng gật đầu, sau đó hắn cầm lấy tháp giới ngục, chẳng mấy chốc, tháp giới ngục đã biến nhỏ lại theo ý hắn, sau đó bay về phía thư phòng. Khoảnh khắc tháp giới ngục rơi vào rãnh khóa trên thư phòng, toàn bộ thư phòng bỗng rung lên kịch liệt, ngay sau đó, nó chậm rãi bay lên cao. Lúc này đây, mọi người đều nhìn lên thư phòng. Bên trong hiệu cầm đồ, Tiểu Đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nàng ta khẽ nhíu mày lại. Trên bầu trời vô thành, thư phòng đột nhiên rung lên dữ dội, một luồng sáng trắng tuôn ra. Lúc này, một giọng nói vang lên từ trong đó.
thực lực của túc chủ chưa đạt tiêu chuẩn, thư phòng tạm thời không thể mở ra. Khi câu nói này vang lên, mọi người đều sửng sốt. Diệp Huyên cũng sửng sốt. Thực lực của túc chủ chưa đạt tiêu chuẩn. Là cái quỷ gì thế? Cô gái áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyên, thực lực của ngươi không đủ. Diệp Huyên mở to mắt nhìn, sau đó hắn chỉ vào thư phòng, ai đang nói chuyện trong đó vậy? Cô gái áo bào trắng lắc đầu, không biết. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô có thể mở nó ra không? Cô gái áo bào trắng lại lắc đầu, nếu bản thể của ta ở đây thì có lẽ ta sẽ phá hủy được nó, nhưng hiện tại thì không được. Phá hủy. Sắc mặt Diệp Huyên trầm lại. Cô gái áo bào trắng cười nói, duyên chưa đến, cần gì phải cưỡng cầu. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi cười đáp, cũng đúng. Cô gái áo bào trắng nhẹ giọng nói, ta sắp tan biến rồi. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái áo bào trắng, nàng ấy khẽ mỉm cười, đợi ta xử lý xong chuyện rồi sẽ đến tìm ngươi. Sống tốt nhé. Nói xong, nàng ấy như nghĩ đến điều gì, sau đó bỗng quay đầu lại, ở trong tinh không xa xôi nọ, nơi ấy có một người đàn ông trung niên thân mang áo bào hoa đang trôi nổi. Thấy ánh nhìn của cô gái, người đàn ông áo bào hoa khẽ mỉm cười. Cô gái áo bào trắng đột nhiên đấm ra một quyền. Người đàn ông trung niên híp hai mắt lại, vội giơ ngang tay chặn lại. Ầm. Người đàn ông chớp mắt bị đẩy lùi hơn mấy trăm trượng. Không chỉ thế, toàn bộ cánh tay của gã đã nứt ra, thấy được cả xương trắng, mà trên khóe miệng gã cũng có một sợi máu tươi chảy xuống. Lúc này, cô gái kia đã hoàn toàn tan biến. Người đàn ông áo bào hoa nhìn cánh tay mình rồi khẽ nói, mạnh quá. Nói xong, gã nhìn Diệp Huyên nơi tinh không xa xăm, xem ra chúng ta phải đánh giá ngươi lại một lần nữa rồi. Rồi gã xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông mặc áo bào đã xuất hiện bên một bờ sông, phía đối diện có một cô gái mặc váy trắng, nàng ta đang nướng cá. Cô gái váy trắng nhìn người đàn ông kia rồi cười nói, thượng sứ kia hy sinh rồi à? Người đàn ông áo bào hoa nhẹ giọng hỏi, trong dữ liệu của cô hết à? Cô gái váy trắng cười nói, không liên quan gì đến ta cả. Người đàn ông áo bào hoa nhìn chằm chằm vào nàng ta, cô thật sự mặc kệ vùng vũ trụ này. Cô gái váy trắng cười bảo, ta quản làm gì nữa? Bây giờ vạn vật vạn linh đều có suy nghĩ của riêng mình, cũng có vận mệnh riêng biệt, ta quản nhiều như vậy làm gì? Nói xong, nàng ta trừng mắt, ta không quản gì nữa, chẳng lẽ các ngươi cũng sẽ giết ta? Giết! Người đàn ông áo bào hoa im lặng. Không phải bọn họ không có suy nghĩ này, nhưng làm vậy sẽ phải trả cái giá quá quá đắt. Người phụ nữ trước mặt này chính là thiên đạo chí cao của vũ trụ ngũ duy. Giết nàng. Cho dù là phía trên cũng không dám chắc. Đột nhiên cười nói, các hạ cứ nói đùa. Thiên đạo cười bảo, ta biết tại sao các ngươi lại không giết ta. Vì sao? Thiên đạo nhẹ nhàng gặm cá nướng trên tay, sau đó cười nói, ta đâu ngăn cản các ngươi cần gì phải giết ta. Ngươi xem, các ngươi thả thần công và sinh linh hắc ám giới ra, ta cũng có ngăn cản đâu. Người đàn ông nhìn thiên đạo, tại sao lại không ngăn cản? Thiên đạo mở to mắt, tại sao lại ngăn cản? Cô là thiên đạo của vũ trụ này mà. Thiên đạo cười nói, không có gì là thiên đạo cả. Ta cũng chỉ là một thành viên của vùng vũ trụ này thôi. Hơn nữa, ban nãy ta cũng đã nói rồi. Vạn vật vạn linh đều có suy nghĩ riêng của chúng, có vận mệnh quy đồ của chúng, ta nhúng tay vào thì được gì. Nói xong, nàng ta lại nhìn người đàn ông nọ, sau đó giơ cá nướng trong tay lên, ăn cá nướng không? Người đàn ông nhìn thiên đạo một lúc lâu, sau đó xoay người biến mất. Bên bờ sông, cô gái kia lắc đầu nở nụ cười. Sau đó tiếp tục nướng cá. Chấm chấm chấm. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông kia đã đến hắc ám giới. Lúc này hắc ám giới đã vỡ nát. Nơi này đã chịu một đòn mạnh mẽ của người phụ nữ kia. Người đàn ông nhìn hắc ám giới đã vỡ vụn, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị, thực lực của người phụ nữ đó còn mạnh hơn tưởng tượng của gã. Nếu đối phương là bản thể, cú đấm này đủ để tiêu diệt toàn bộ hắc ám giới. Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai?
Người đàn ông trầm mặc một lúc, sau đó lại đi về phía xa. Chẳng mấy chốc, gã đã đến trước một tòa tháp đen cao ngất, gã ngẩng đầu nhìn lên trên, đỉnh tháp này cũng đã nứt vỡ. Lúc này, một giọng nói chợt truyền ra từ trong tháp, còn muốn nhằm vào Diệp Huyên kia không? Người đàn ông gật đầu, chúng ta phải có thư phòng này. Trong tháp, giọng nói kia lại lên tiếng, chúng ta rút lui được không? Người đàn ông nhìn lên tháp cao rồi cười, sợ à? Lúc này, cửa tháp đột nhiên mở ra, một người đàn ông áo đen bước ra, người này chính là thượng chủ nhân của Hắc Ám Giới. Đã từng tranh hùng cùng thiên đạo. Thượng chủ đi tới trước mặt người đàn ông, chúng ta đã tổn thất nặng nề. Người đàn ông nhẹ giọng nói, đây là chuyện ngoài dự liệu của chúng ta. Thượng chủ, các ngươi thật sự đấu với hắn rồi sao? Tên này 100% là con ông cháu cha. Người đàn ông cười nói, hình như ngươi có hơi đánh giá thấp chúng ta. Thượng chủ cười mỉa, không phải, là do chúng ta đã đánh giá cao các ngươi thôi. Tại sao kiếm tông lại không đến? Tại sao tiểu đạo không xuất hiện? Thiên đạo cũng không ra mặt. Nhưng sự thật là Diệp Huyên còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Sự xuất hiện của người phụ nữ kia chúng ta không hề ngờ đến. Thượng chủ lắc đầu nở nụ cười, chúng ta rút lui. Người đàn ông nói, chúng ta đã chặn lại thiên đạo giúp các ngươi. Thượng chủ nhìn thẳng vào người đàn ông, chúng ta đã tổn thất nặng nề, ngươi không thấy à? Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói, thượng chủ, mục đích của ngươi là gì? Tiêu diệt thiên đạo, xưng bá ngũ duy. Thượng chủ cười, chẳng lẽ không được? Người đàn ông cười khẽ, ngũ duy kiếp đến, các ngươi đều phải chết. Thượng chủ híp mắt lại, lúc trước cũng sống được đó thôi. Đừng ôm tâm lý may mắn nữa, ngũ duy kiếp lần này còn mạnh hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ. Vì sao? Bởi vì vũ trụ này đã ung nhọt tận cùng rồi. Nếu ngươi nhớ lại quá khứ thì sẽ phát hiện, ngũ duy kiếp càng lúc càng mạnh. Thượng chủ im lặng. Người đàn ông cười cười, rồi lại nói, nếu chúng ta rời khỏi vũ trụ này, người nghĩ thiên đạo sẽ bỏ mặc Hắc Ám Giới như vậy sao? Thượng chủ bỗng hỏi, tại sao không giết nàng ta? Người đàn ông hỏi ngược lại, tại sao phải giết? Thượng chủ nhìn người đàn ông, rồi không nói gì nữa. Người đàn ông cười bảo, thượng chủ, chúng ta nên nói về chuyện làm sao đối phó với Diệp Huyên thì hơn. Nói xong, gã dừng lại một chút, rồi mới tiếp lời, tất nhiên lần này Hắc Ám Giới đã tổn thất nặng nề. Phía trên cũng nhìn thấy rồi, vì vậy lần này ta đến là để bồi thường cho các hạ. Nói xong, gã lấy ra một cái hộp, trong đó có chứa một viên đan dược màu trắng to bằng ngón cái. Người đàn ông cười nói, viên đan này không chỉ có thể khôi phục vết thương cho các hạ, mà còn có thể giúp các hạ đột phá thêm một tầng. Nghe thế, thượng chủ híp mắt lại. Đột phá thêm một tầng. Trên chủ tế cảnh là phá hư. Phá hư là gì? Thế giới này vốn là sự kết hợp giữa chân thực và hư huyễn, có mấy ai có thể nhìn thấu được mê chướng vốn có của thế giới? Nhìn thấu được mê chướng của bản thân, mà phá hư chính là phá bỏ giới hạn của chân thực và hư huyễn, phá bỏ tất cả mê chướng, siêu thoát bản thân. Mà trên phá hư còn có một cảnh giới, chính là quy nguyên phá giới. Quy nguyên phá giới là bản thân có tu vi quy nguyên, phá giới trùng sinh. Giới này chính là giới của vũ trụ. Muốn làm như vậy, từ xưa đến nay chỉ có được vài người. Mà theo hắn ta biết, toàn bộ ngũ duy này có lẽ chỉ mỗi thiên đạo đạt đến cảnh giới này, nhưng hắn ta cũng không chắc lắm, bởi vì thiên đạo che giấu quá kỹ. Mà trên quy nguyên phá giới thì chính là độn nhất trong truyền thuyết. Trốn khỏi đại đạo, không còn ở trong đại đạo. Trong suy nghĩ của hắn ta, cảnh giới này có hơi hư ảo, giả tạo. Ai có thể trốn khỏi đại đạo? Người đàn ông trước mặt thượng chủ cười nói, thượng chủ, việc này mà kết thúc êm đẹp, thì trước khi ngũ duy kiếp đến, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi cùng Hắc Ám Giới. Thượng chủ nhìn về phía người đàn ông cười nói, thật không dám giấu giếm, phía trên muốn ngươi khống chế vùng vũ trụ này. Thượng chủ đột nhiên hỏi, các hạ xưng hô thế nào? Ngươi có thể gọi ta là Tôn Sứ. Thượng chủ nhìn thẳng vào Tôn Sứ, ngươi là người của ngũ duy hay là thượng giới?
Ta là người ngũ duy. Thượng chủ cười khẽ, nhưng ta cảm thấy, mục đích của phía trên không trong sạch lắm. Tôn sứ cười khẽ, vậy thì liên quan gì? Chí ít bọn họ bây giờ đang giúp ta, cũng là đang giúp ngươi. Thượng chủ, ngươi nên biết rõ, nếu không phải bọn họ ra mặt, ngươi nghĩ thiên đạo có để các ngươi đi ra như thế không? Thượng chủ im lặng. Tôn sứ lại nói, hỏi thêm một vấn đề nữa, thượng chủ, hiện tại ngươi giao thủ với thiên đạo thì có mấy phần thắng? Nghe thế, thượng chủ siết chặt tay phải lại. Tôn sứ đưa cái hộp kia đến trước mặt thượng chủ nói, đối phó với Diệp Huyên thì được, nhưng với người phụ nữ phía sau hắn kia. Tôn sứ đột nhiên nói, chúng ta sẽ lo, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để các ngươi chống lại người không thể chống. Bây giờ việc cấp bách của ngươi là mau chóng chữa thương, còn những chuyện khác thì chờ ta thông báo. Thượng chủ gật đầu, nhận lấy cái hộp rồi xoay người đi mất. Tôn sứ đứng tại chỗ im lặng một lát, rồi cũng biến mất. Chấm chấm chấm. Trên bầu trời Vu Thành. Sau khi cường giả hắc ám giới rút lui, Diệp Huyên nhìn thần công ở trước mặt. Còn thư phòng thì hắn tạm thời không quan tâm nữa. Bởi vì hắn đã thử vài cách nhưng vẫn không mở ra được. Thực lực không đủ. Diệp Huyên rất muốn mắng người. Thực lực không đủ thì không thể mở à? Vậy không phải đùa người ta sao? Hắn rất muốn vứt thư phòng đi cho rồi. Thứ này chuốc họa quá đi. Thần công ở phía xa nhìn Diệp Huyên, gã cười gằn, Diệp Huyên, người nghĩ như thế là kết thúc rồi à? Lúc này, A Mục bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, giết không? Diệp Huyên lắc đầu, giữ lại sẽ có dụng. Bây giờ hắn chẳng biết gì về hắc ám giới cùng các chính thần thời đại thiên đạo, mà tên trước mắt này lại biết rất nhiều. Bây giờ rất nhiều chính thần vẫn chưa xuất hiện, sao hắn không chấp lấy thời cơ này được? Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên. Thấy cảnh này, thần công gần giọng nói, Diệp Huyên, ngươi lại định làm cái quái gì đấy? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể chết, nhưng không thể nhục ta. Diệp Huyên đột nhiên chĩa kiếm vào giữa hàng mày của thần công, muốn chết thật à? Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ lập tức dùng kiếm này hấp thu ngươi. Thần công nhìn Diệp Huyên, một lát sau, gã nói, muốn sống. Chấm chấm chấm. Muốn sống. Nghe thấy thần công nói thế, vẻ mặt của nhóm A Mục đều trở nên kỳ lạ. Đây là một vị chính thần đấy, vậy mà lại sợ chết. Nhưng Diệp Huyên lại không bất ngờ lắm, đến cả run rế còn biết quý mạng sống mà. Diệp Huyên lập tức thu thần công vào kiếm chấn hồn, có kiếm chấn hồn chấn áp, linh hồn của thần công căn bản không thể phản kháng lại. Diệp Huyên nhìn về phía kiếm chấn hồn, linh hồn vừa nãy hấp thụ kia thế nào? Giọng nói hưng phấn của tiểu hồn vang lên, rất bổ. Vô cùng bổ. Nếu thêm một cái nữa thì ta sẽ đột phá ngay. Đột phá. Diệp Huyên khẽ cười nói, còn nhiều cơ hội. Nói xong, hắn xoay người nhìn nhóm tiểu thất ở cách đó không xa, hắn đi đến trước mặt ba cô gái, đến cả rồi. Tiểu thất khẽ gật đầu. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, luân hồi. Diệp Huyên gật đầu. An Lan Tú khẽ nói, nhanh lắm. Diệp Huyên quay sang nhìn A Mục, có thể cho các nàng ấy vào trong phần mộ tu luyện không? A Mục gật đầu, tất nhiên là được. Tuy cảnh giới của các cô gái trước mắt này khá thấp, nhưng sức chiến đấu của họ lại rất cao. Đều là kỳ tài ngút trời. Nếu như có thể đạt đến luân hồi cảnh, sức chiến đấu của họ chắc chắn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Diệp Huyên nhìn về phía nhóm tiểu thất, mọi người cứ ở lại Vu tộc đi, để Vu tộc giúp đỡ mọi người lên luân hồi cảnh. An Lan Tú khẽ gật đầu, sau đó cả ba nhìn về phía A Mục cười nói các cô đi theo ta. Nói xong, các nàng cùng nhau rời đi. Diệp Huyên lại đi đến trước mặt A Thiến nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa nhẫn đến trước mặt A Thiến, thần sư, đây là bảo vật của các tộc thiên tộc, trả lại cho chính chủ đấy. A Thiến nhìn Diệp Huyên, trả lại cho ta. Diệp Huyên gật đầu. Lúc trước thiên tộc là kẻ địch, hắn tất nhiên sẽ không nể tình, nhưng bây giờ thiên tộc lại nhiều lần giúp sức, đương nhiên hắn phải trả lại bảo vật cho chủ nhân rồi.
Đối xử với kẻ địch thì phải hà khắc, tàn nhẫn, nhưng đối với người của mình, thì phải chân thành, người không phụ ta quyết không phụ người. A Thiến cũng không từ chối, nàng ta dứt khoát nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ kia. Lúc này, Diệp Huyên búng tay một cái, 500 luồng tử khí xuất hiện trước mặt A Thiến. Khi thấy những tử khí này, vẻ mặt của A Thiến thoát cái đã thay đổi. Tử khí này tinh khiết quá. Diệp Huyên trầm giọng nói, mọi người đều đã bị thương nặng, dùng thứ này có thể chữa thương hiệu quả. A Thiến gật đầu, nàng ta cũng không từ chối mà nhận hết, sau đó lại hỏi, tiếp theo có dự định gì không? Diệp Huyên khẽ cười đáp, không có dự định gì, chỉ một chữ thôi, đánh. A Thiến nhìn Diệp Huyên, chắc chắn. Diệp Huyên cười, đây không phải là vấn đề có chắc hay không, mà là chúng ta chỉ có một sự lựa chọn này thôi. A Thiến im lặng một lúc, sau đó gật đầu rồi rời đi. Như Diệp Huyên từng nói, Vu tộc và Thiên tộc hiện tại đã không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có thể chiến đấu. Dù sao Thiên tộc của nàng ta đã đứng hẳn về phía Diệp Huyên rồi. Đúng lúc này, Diệp Liên đột nhiên nói ca, muội muốn đến một chỗ. Diệp Huyên nhìn Diệp Liên chỉ sang bên phải. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tại sao? Diệp Liên trầm giọng nói, bên kia có người đang gọi muội. Diệp Huyên nhìn sang phía đó rồi nói, ta đi với muội. Diệp Liên gật đầu. Diệp Huyên dẫn Diệp Liên đi về phía bên phải, chỉ chốc lát sau, hai huynh muội đã đến một nghĩa địa. Mà ở đây, Diệp Huyên lại lần nữa gặp được ông lão trông mộ. Thấy Diệp Huyên, ông lão trông mộ ngây cả người, sau đó nói, làm gì đấy? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chào tiền bối. Ông lão trông mộ liếc mắt nhìn Diệp Huyên rồi cũng không nói gì, rõ ràng lão không hoan nghênh Diệp Huyên lắm. Diệp Huyên cười xòa, sau đó nhìn sang Diệp Liên lại đi thẳng đến một ngôi mộ, thấy thế, ông lão trông mộ kia chau mày lại, lão đang định ngăn cản thì đúng lúc này, thanh vũ khí trước ngôi mộ đột nhiên rung lên, sau đó hóa thành một luồng u quang chui vào trong hàng mày của Diệp Liên. Thân thể Diệp Liên run lên kịch liệt, một luồng u quang bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Thấy cảnh này, cả Diệp Huyên lẫn ông lão trông mộ đều sửng sốt. Một lát sau, ông lão trông mộ nhìn ngôi mộ kia, sau đó khẽ hỏi, các hạ lựa chọn nàng sao? Hay là... Diệp Huyên nhìn về phía ông lão trông mộ, tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Ông lão trông mộ trầm mặc một lát rồi đáp, một tiền bối trong ngôi mộ này đã chọn nàng. Trong mộ là ai? Ông lão trong mộ liếc mắt nhìn Diệp Huyên, một người ngươi không biết. Diệp Huyên. Đúng lúc này, Diệp Liên lại đến trước ngôi mộ, nàng nhìn chiếc bia mộ không chữ, trong mắt mang theo sự mơ hồ. Diệp Huyên đi tới bên cạnh Diệp Liên, sao thế? Diệp Liên nhẹ giọng nói ca, muội muốn ở lại đây một khoảng thời gian ngắn. Diệp Huyên do dự một lát rồi hỏi lại, ở đây. Diệp Liên gật đầu. Diệp Huyên còn định nói gì đó thì ông lão trông mộ bỗng xen ngang, đây là phúc duyên của nàng. Diệp Huyên nhìn ngôi mộ, hắn im lặng một lúc rồi mới nói, được. Hai ngày nữa ta sẽ đến thăm muội. Diệp Liên gật đầu. Diệp Huyên không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Diệp Liên nhìn ngôi mộ trước mắt, dần dà, ánh mắt trở nên hơi mê man. Sau khi rời khỏi nghĩa địa, Diệp Huyên đi tới Đại Hoang Quốc. Vừa đến dưới Đại Hoang Thành, Diệp Huyên đã thấy hai cỗ xác chết. Một nữ một người chim. Mà trên tường thành thì có A-La đang đứng lặng yên. Diệp Huyên xuất hiện bên cạnh A-La, sau đó khẽ nói, ngươi giết hai người bọn họ. A-La gật đầu, vốn định đi tìm ngươi, nhưng bên ngươi đã kết thúc. Diệp Huyên cười nói, cảm tạ. A-La liếc mắt nhìn Diệp Huyên, khách sáo. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, A-La, rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào? Hắn luôn tò mò điều này. Phải biết, ngay cả Lục Vân Tiên của kiếm tông kia hình như còn thua nàng một bậc. A-La im lặng. Diệp Huyên cười nói, chỉ là tò mò thôi. A-La ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, rồi nhẹ giọng nói, nếu đấu tay đôi thì trong chủ tế cảnh, ta vô địch. Vô địch trong chủ tế cảnh. Diệp Huyên đã hiểu.
A La nhìn về phía Diệp Huyên, ta sắp đột phá. Sắp đột phá. Diệp Huyên sửng sốt. A La hỏi, ngạc nhiên lắm à? Diệp Huyên cười, hơi hơi. Trên chủ tế cảnh là gì? Phá hư. Nói xong, nàng ta hơi dừng lại một chút rồi lại nói, trước đây không lâu ta đã sắp đột phá. Nhưng ta đã áp chế lại. Diệp Huyên hơi không hiểu, tại sao? A La im lặng. Diệp Huyên khẽ hỏi, vì ta sao? A La gật đầu, bây giờ ta không áp chế được nữa. Nói xong, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, sau này có lẽ ta không thể ra tay giúp ngươi được nữa. Diệp Huyên cười, cứ yên tâm đột phá đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. A La khẽ gật đầu, bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người đi về phía Hoàng Cung Đại Hoang Quốc. Chẳng mấy chốc, A La đã biến mất trong tầm mắt Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, sau đó xoay lưng rời đi. Chấm chấm chấm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyên đã đến ngục tối vô biên. Diệp Huyên vào trong hiệu cầm đồ, trong tiệm ngoài tiểu đạo gia còn có một ông lão. Ông lão này chính là tướng thần. Diệp Huyên liếc mắt nhìn ông lão, cười bảo, các hạ là người đã ngăn cản tiểu đạo cô nương. Tướng thần đứng dậy, nhẹ giọng nói, đã đắc tội nhiều rồi. Diệp Huyên híp mắt lại, nhưng đúng lúc này, tiểu đạo bỗng nói, ông đi đi. Tướng thần do dự một lát rồi bảo, tiểu đạo cô nương, Diệp Huyên tiểu hữu, lần này là lỗi của lão hủ. Nói xong, lão xòe lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Diệp Huyên, tiểu hữu, đây là thây khô lão hủ luyện chế mấy năm qua, tương đương với cường giả chủ tế cảnh đỉnh cao. Mong tiểu hữu nhận lấy, giải quyết cho xong đoạn nhân quả này. Diệp Huyên trầm mặc, nhưng tiểu đạo lại nhận lấy, đi đi. Tướng thần hơi thi lễ, rồi lặng yên thối lui. Tiểu đạo ném nhẫn chứa đồ cho Diệp Huyên, lấy đi. Hai thây khô này có thể giúp ngươi không ít việc. Diệp Huyên vẫn không nhận. Tiểu đạo nguyết hắn một cái, coi như bán một ân tình cho ta, được không? Diệp Huyên cười khổ, tiểu đạo cô nương, lời này nghiêm trọng quá. Nói xong, hắn nhận lấy nhẫn chứa đồ. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, người này kỳ thực không xấu, năm đó lão đã từng đi theo thiên đạo chống lại hắc ám giới và những chính thần kia, lão cũng đã bỏ ra rất nhiều vì vùng vũ trụ này, hơn nữa cả đời cũng gần như chưa bao giờ làm điều gì xấu xa. Lần này lão đến kiềm chế ta là vì tuổi thọ đã mãn, lão muốn sống thêm một ít thời gian nữa. Diệp Huyên cười nói, nhưng ta cảm thấy lão vẫn sẽ theo chân chúng. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, nếu thế, ta sẽ giết lão thay ngươi. Diệp Huyên trầm mặc. Tiểu đạo đột nhiên nói, tìm ta làm gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn chúng đang nhằm vào kiếm tông đúng không? Tiểu đại cười nói, đừng lo cho kiếm tông. Vì sao? Chúng cùng lắm chỉ kiềm chân kiếm tông một lúc thôi. Còn muốn tạo thành uy hiếp với kiếm tông ấy à, chúng vẫn chưa có thực lực đó đâu. Trừ khi, Diệp Huyên hỏi, trừ khi cái gì? Tiểu đạo cười, không có gì, dù sao thì ngươi cũng không cần lo cho kiếm tông đâu. Ngươi lo cho bản thân nhiều hơn đi. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, lai lịch của thần công thì ta biết, nhưng hắc ám giới cùng người đứng sau chúng thì. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, hắc ám giới là một chủng tộc từng bị thiên đạo trấn áp, rất mạnh. Mà đứng sau chúng là người phía trên. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Lục Duy. Tiểu đạo lắc đầu, chỗ đó có hơi đặc biệt, ngươi chỉ cần biết, lần này chúng đến là muốn lấy thư phòng của ngươi. Thư phòng. Diệp Huyên có chút không rõ, thư phòng này không phải của tiên tri để lại sao? Bọn họ muốn thư phòng này để làm gì? Tiểu đạo khẽ cười nói, cũng vì là của tiên tri để lại, nên chúng mới đến tìm ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiên tri đến từ phía trên mà. Thư phòng này, cũng là của phía trên. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, người đoán đúng phân nửa. Là sao? Chuyện này phải nói đến tiên tri trước, đúng là tiên tri đã mang đến, mà nó cũng chắc chắn có liên quan với ngũ duy kiếp. Tất nhiên, với phía trên mà nói thì nó có lẽ không chỉ đơn giản như thế. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo, phía trên cũng có ngũ duy kiếp. Tiểu đạo lắc đầu, không. Tại sao?
Tiểu đạo trầm ngâm một lúc rồi mới nói, chế độ của phía trên không giống nơi này. Ở trên đấy, không phải ai cũng có thể tu luyện được, bọn họ luôn duy trì sự cân bằng, tất nhiên bọn họ cũng có vấn đề của riêng mình. Thiên tai nhân họa, vũ trụ ngũ duy là thiên tai, còn bọn họ thì chính là nhân họa. Nhưng so ra thì vẫn ổn hơn nơi này một chút. Bên trong hiệu cầm đồ, Diệp Huyền im lặng. Bấy giờ hắn phát hiện, hình như chuyện đang ngày càng phức tạp. Thư phòng. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, thư phòng xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, trong này rốt cuộc có thứ gì? Hắn ngày càng tò mò thứ tiên tri để lại này. Tiểu đạo nhìn thư phòng, một lát sau, nàng ta nhẹ giọng nói, tại sao ban nãy ngươi không mở ra? Diệp Huyền trầm giọng nói, nó bảo thực lực ta không đủ, không thể mở ra. Nghe thế, tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, nó nói vậy à? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo khẽ cười, xem ra thứ này quả thật là tiên tri để lại cho ngươi, ngươi chính là túc chủ của thư phòng này. Diệp Huyền lắc đầu, ta không thể mở nó ra được. Là do thời cơ chưa đến thôi, ta tin là hành động này của tiên tri tự có nguyên do của nó. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu đạo cô nương, ta cũng rất tò mò về cô. Thân phận của tiểu đạo. Không riêng gì hắn, mà là tất cả mọi người đều tò mò. Không ai có thể tra ra được thân phận của tiểu đạo. Cũng không ai biết rốt cuộc nàng ta là ai. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, thân phận của ta không liên quan gì đến các ngươi cả, cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Diệp Huyền cười nói, ta chỉ đơn thuần tò mò vậy thôi, chứ không có ý gì khác. Tiểu đạo im lặng một lúc rồi nói, ta đến nơi này là vì bản thân bị thương, tất nhiên cũng có một vài nhân tố bất khả kháng nữa. Mà ở thế giới này, chỉ có nhóc màu trắng kia mới có thể chữa trị cho ta được. Diệp Huyền hỏi, là đứa nhóc lông xù kia. Tiểu đạo gật đầu, đúng. Trước đây cô từng gặp bản thể của nó đúng không? Tiểu đạo khẽ gật đầu, ừ. Diệp Huyền liếc mắt nhìn tiểu đạo, ta thấy nhóc đó dễ nói chuyện mà. Tiểu đạo khẽ đáp, đúng vậy thật, nhưng năm đó khi ta vừa đến giới này đã có thái độ xem thường sinh linh nơi đây, lúc nhìn thấy nó, ta không mở miệng nhờ mà dứt khoát ra tay cướp lấy. Diệp Huyền hỏi, không thành à? Tiểu đạo lắc đầu, người ở bên cạnh nó ai cũng đánh nhau giỏi hết. Diệp Huyền. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, mục đích của ta cũng rất đơn giản, chỉ là hy vọng sau này khi ngươi gặp được bản tôn của nó thì nhờ nó chữa trị cho ta giúp, chỉ có nó ra tay thì thương thế của ta mới khôi phục hoàn toàn được. Diệp Huyền gật đầu, không thành vấn đề. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, ngươi chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, ngươi thật sự nghĩ chúng sẽ bỏ qua cho ngươi à? Tin ta đi. Sau này chúng sẽ còn tiến công mạnh mẽ hơn nữa. Thậm chí cả vị thượng chủ ở hắc ám giới kia cũng sẽ ra tay. Tên đó đã từng cùng tranh tài với thiên đạo đấy. Thiên đạo. Diệp Huyền vội hỏi, cô biết thiên đạo ở đâu không? Tiểu đạo gật đầu, biết. Dẫn ta đi gặp nàng được không? Ngươi muốn liên thủ với nàng. Diệp Huyền gật đầu. Nhưng tiểu đạo lại lắc đầu. Nếu nàng ta muốn ra tay thì đã ra tay từ sớm rồi. Người phụ nữ kia chắc hẳn lại đang tính toán gì đó. Diệp Huyền trầm mặc. Tiểu đạo lại nói, ta đi gặp nàng ta thử, xem coi người này lại đang chơi trò gì. Diệp Huyền do dự một chốc rồi hỏi, dẫn ta theo được không? Tiểu đạo gật đầu, đi. Nói xong, nàng ta lập tức dẫn Diệp Huyền biến mất trong hiệu cầm đồ. Chỉ chốc lát sau. Hai người đã xuất hiện bên một bờ sông, mà bên bờ kia có một cô gái đang ngồi xổm, cô gái cúi đầu, cả mái tóc đen dài tuôn xuống giữa lòng sông. Đang gội đầu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, nàng ta là thiên đạo đó à? Tiểu đạo gật đầu. Vẻ mặt Diệp Huyền có hơi kỳ lạ, không giống với tưởng tượng của hắn lắm. Tiểu đạo dẫn Diệp Huyền đến cạnh cô gái nọ, cô gái đang nhẹ nhàng xoa xoa tóc mình rồi đứng lên. Lúc nàng ta đứng thẳng dậy thì mái tóc đã khô. Còn Diệp Huyền thì ngây cả người. Hắn đã từng gặp cô gái này. Từng gặp nhau trong con đường thí luyện của vu tộc. Thiên đạo nhìn thấy Diệp Huyền thì vẫy tay, cười bảo, lại gặp nhau rồi.
Diệp Huyên. Thiên đạo nhìn sang tiểu đạo, thương thế của ngươi khôi phục hơn nhiều rồi đấy, chúc mừng chúc mừng. Tiểu đạo vô cảm, cô biết phong ấn của hắc ám giới đã được mở ra chưa? Thiên đạo gật đầu, biết. Tiểu đạo lại hỏi, cô biết những chính thần từng bị cô phong ấn kia đã thoát khỏi rồi không? Thiên đạo khẽ gật đầu, biết. Tiểu đạo nhìn thiên đạo, ngươi mặc kệ. Thiên đạo mở to mắt nói, ta thân cô thế cô, đánh không lại bọn họ. Tiểu đạo nhìn chằm chằm thiên đạo, đừng giở trò với ta, rốt cuộc cô muốn làm gì? Thiên đạo khẽ cười rồi đáp, không phải ta muốn làm gì, mà là ta chẳng làm được gì cả. Nói xong, nàng ta chỉ quanh bốn phía, cô xem đi, bốn phía đều có kết giới đấy. Chúng chuyên dùng để đối phó với ta đó. Tiểu đạo trầm giọng nói, mấy thứ bỏ đi này mà cản được cô. Thiên đạo chỉ cười chứ không nói gì. Tiểu đạo còn định nói gì đó thì thiên đạo đã cắt ngang, tiểu đạo, cô sẽ bảo vệ vùng vũ trụ này chứ. Tiểu đạo im lặng nhìn thiên đạo. Thiên đạo khẽ mỉm cười, cô không bảo vệ cũng không sao, bởi vì cô không phải người nơi đây. Mà ta thì vẫn sẽ bảo vệ vũ trụ này. Có rất nhiều lúc, không ra tay cũng là một cách để bảo vệ. Nói xong, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, chỉ là cách của ta và ngươi có chút khác nhau thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy sao chúng ta không cùng liên thủ? Thiên đạo cười nói, ngươi chỉ thấy khó khăn trước mắt, mà ta thì nhìn được tai ương sau này. Diệp Huyên im lặng. Thiên đạo lại quay sang nhìn tiểu đạo, bây giờ các ngươi, và cả vạn vật vạn linh ngoài kia đều chỉ nghĩ cho bản thân mình, chứ không phải cho vùng vũ trụ này. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, ta hiểu. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên xoay người rời đi. Tiểu đạo và Diệp Huyên vừa đi thì tôn sứ kia lại xuất hiện trước mặt thiên đạo, gã nói cô đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt. Thiên đạo lắc đầu nở nụ cười, từ xưa đến nay ta đã nhìn thấy rất nhiều người, người có biết khuyết điểm lớn nhất của nhân loại là gì không? Tôn sứ nhìn tiểu đạo, là gì? Đó chính là nhiều khi bọn họ không biết lượng sức mình, không biết bản thân có bao nhiêu phân lượng, giống như ngươi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Tôn sứ đứng tại chỗ siết chặt hai tay, không biết là đang nghĩ đến điều gì. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, Diệp Huyên và tiểu đạo sóng vai bước đi. Tiểu đạo đột nhiên khẽ nói, chúng ta còn quên một chuyện nữa, là thân phận của nàng. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, là sao? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, nàng là thiên đạo, nàng không phải là nhân loại, nàng sẽ bảo vệ vùng vũ trụ này, nhưng nàng sẽ không bảo vệ nhân loại ở nơi đây. Nghe thế, Diệp Huyên đã hiểu. Thiên đạo chỉ bảo vệ vùng vũ trụ này, mà Diệp Huyên hắn thì lại đang bảo vệ nhân loại nơi đây. Mục đích của hắn và thiên đạo có thể nói là giống, nhưng cũng không giống. Như bây giờ vậy, mục đích của họ giống nhau, nhưng Diệp Huyên biết, nếu nhân loại ở đây làm hại đến vùng vũ trụ này, vậy toàn bộ loài người sẽ trở thành kẻ địch với thiên đạo. Lúc này, tiểu đạo khẽ nói, ta đã hiểu dụng ý của nàng rồi. Nàng không ra tay rõ ràng là muốn mượn sức mạnh của ngươi để đối phó với phía trên. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không phải hắc ám giới giam cầm những chính thần kia sao? Tiểu đạo liếc mắt nhìn Diệp Huyên, người nghĩ chúng sẽ lọt vào mắt nàng ta à? Diệp Huyên im lặng. Tiểu đạo lại nói, đám người kia ngăn cản nàng ta, sợ nàng sẽ đến giúp ngươi, nhưng thật ra nàng ta chỉ ước gì bọn chúng nhắm vào ngươi. Nói xong, nàng ta lại lắc đầu thở dài, đúng là một lũ ngu. Diệp Huyên. Tiểu đạo liếc mắt nhìn Diệp Huyên, ta muốn đến một nơi, ngươi bảo trọng. Nói xong. Nàng lập tức biến mất. Diệp Huyên đứng tại chỗ lặng thinh một lúc, sau đó nói, tiền bối tầng 9, người có đó không? Không ai trả lời. Diệp Huyên sửng sốt, không có ở đây. Tầng 9 đã lâu lắm rồi chưa nói gì với hắn. Diệp Huyên lại gọi mấy lần, nhưng tầng 9 vẫn không đáp lời. Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại, chẳng lẽ tên này xảy ra chuyện gì rồi? Im lặng một lát. Sau đó Diệp Huyên quyết định không quan tâm đến y nữa, hắn vung tay phải lên, đệ cửu xuất hiện trước mặt hắn. Lúc trước khi chưa đột phá luân hồi cảnh, hắn suýt nữa đã quên mất cô gái này rồi.
thực lực của người này mạnh đến đâu, đây cũng là một điều bí ẩn. Sạc điện cho nàng ta. Diệp Huyên nhìn quanh bốn phía, chẳng mấy chốc hắn đã biến mất, hắn dẫn đệ cửu đến một nơi tràn ngập ánh mặt trời, lúc đệ cửu tiếp xúc với tia nắng, thân thể nàng ta bỗng rung lên. Có tác dụng. Mí mắt Diệp Huyên giật lên, đệ cửu đúng là cần nạp năng lượng mặt trời. Diệp Huyên quan sát đệ cửu, hắn cũng vô cùng tò mò về lai lịch của đệ cửu, cô gái này rất căm hận nhân loại, nhưng lại không ghét bỏ hắn, hơn nữa thực lực lại vô cùng khủng bố. Người này rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, cánh tay ngọc ngà của đệ cửu bỗng run lên, dần ra, nàng ta nhẹ mở mắt ra, nhưng vẫn có hơi suy yếu. Diệp Huyên vội hỏi, thấy thế nào? Đệ cửu nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta mở to mắt nhìn, là ngươi à? Diệp Huyên cười nói, là ta. Sao rồi, người cảm thấy thế nào? Đệ cửu nhẹ giọng nói, vẫn hơi suy yếu, phải sạc nhiều hơn nữa. Diệp Huyên gật đầu, được, người cứ sạc thêm đi. Nhân loại diệt vong rồi à? Diệp Huyên đen mặt lại, cái cô này vẫn còn muốn tiêu diệt nhân loại à? Suy nghĩ này thật sự quá nguy hiểm. Đệ cửu lại bỗng nói, không đúng, ngũ duy kiếp vẫn chưa đến. Diệp Huyên gật đầu, vẫn chưa. Đệ cửu cau mày lại, sao ngươi không đợi ngũ duy kiếp qua rồi mới gọi ta dậy? Chấm chấm chấm. Lúc này, đệ cửu chậm rãi đứng lên, nàng ta nắm chặt hai tay, sau đó khởi động cơ thể một chút. Lát sau, đệ cửu nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta đi giết người thôi. Nói xong, nàng ta xoay người bước đi. Diệp Huyên vội kéo đệ cửu lại, khoan đã. Đệ cửu nhìn Diệp Huyên, sao vậy? Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, một lần sạc điện này người dùng được bao lâu? Không biết. Diệp Huyên sầm mặt đi, cái cô này vô tư quá thể. Diệp Huyên lại trầm giọng nói, hay là người sạc thêm nữa đi. Đệ cửu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cũng được. Diệp Huyên hỏi, người ghét nhân loại như thế, sao lại không ghét ta? Đệ cửu mở to mắt nhìn, sau đó đáp, bởi vì ngươi là người cùng phe. Diệp Huyên đen mặt đi, người đừng bảo ta cũng là hàng nhân tạo nhé. Ta điên luôn đó. Chấm chấm chấm. Đệ cửu cười nói với Diệp Huyên, tất nhiên không phải ngươi, ta đã nói ngươi là người cùng phe rồi cơ mà. Diệp Huyên cau mày, không hiểu ý nàng ta muốn nói là gì. Đệ cửu chớp chớp mắt, dù sao cùng phe thì chính là cùng phe. Diệp Huyên thấy nàng ta không có ý định giải thích thì im lặng. Bỗng, đệ cửu hỏi, đi giết người không? Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, thế này đi. Cô vừa tỉnh dậy, để an toàn thì nên nghỉ ngơi một chút, còn ta sẽ đi tìm người. Khi nào người nhiều lên thì ta gọi cô ra, được không? Đệ cửu nhìn hắn, ngươi không muốn ta giết người sao? Diệp Huyên do dự một chút rồi cười, ta nghĩ trên đời có người đáng chết, có người lại không. Điều chúng ta nên làm là giết có chọn lọc chứ không phải lạm sát. Đệ cửu trầm ngâm một chốc rồi nói, cũng được, vậy ta tạm ở trong tòa tháp của ngươi. Chừng nào người nhiều rồi, hoặc ngươi thấy nên giết ai đó thì gọi ta. Diệp Huyên vội đồng ý, được. Đệ cửu khẽ gật đầu rồi tiến vào tháp giới ngục. Thấy nàng ta đi rồi, Diệp Huyên mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thực lực của nàng ta ít nhất cũng ngang với A-La, nếu cứ nhất quyết không chịu nghe lời thì hắn thật sự cũng không biết phải làm sao. Đợi đệ cửu vào tháp rồi, Diệp Huyên trước tiên gọi kiếm trấn hồn, sau đó thả thần công ra. Hắn hỏi, người muốn thả những chính thần ở Bất Chu Thần Sơn kia ra ngoài. Thần công nhìn hắn, phải. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, thả họ ra, rồi cùng nhau chống lại thiên đạo. Thần công im lặng. Tìm thiên đạo báo thù ư. Gã cũng muốn lắm, nhưng gã biết nếu không dựa dẫm vào một thế lực khác, bọn họ căn bản không đủ để thiên đạo đặt vào mắt. Sức mạnh của nàng ta không phải thứ mà họ có thể chống lại. Năm xưa có nhiều chính thần như vậy, thế mà đều thất bại đấy thôi. Diệp Huyên bỗng cười, ta đã từng gặp thiên đạo. Thần công nhìn sang, thấy hắn khe khẽ bật cười, người thật sự cho rằng phía trên có thể giữ chân nàng ta được sao? Thần công cau mày, có ý gì?
Diệp Huyên, người suy nghĩ mà xem. Các ngươi xuất hiện, sinh linh hắc ám ở hắc ám giới cũng xuất hiện, nhưng vì sao nàng ta vẫn không ra tay? Là không thể, hay cố ý không làm? Sắc mặt thần công dần sạm đi, nàng ta cố tình. Đoạn gã quay sang Diệp Huyên, nàng ta muốn mượn tay ngươi diệt trừ chúng ta. Diệp Huyên giơ ngón cái, thông minh. Mặt thần công tối sầm như trời bão, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyên bỗng nói, thứ cho ta nói thẳng, nhưng các ngươi không phải đối thủ của nàng. Ngươi lại chọn tin tưởng người thượng giới, nói thật cho ta nghe xem, ngươi có tin họ không? Thần công hờ hững, ta không tin thì có thể làm gì nữa. Không có sự giúp đỡ của họ, ta có làm gì cũng không giải được phong ấn. Diệp Huyên bỗng chỉ vào mình. Thần công chừng hắn, nếu ngươi chịu giúp thì ta tội tình gì phải lưu lạc đến bước này. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, thần công, ngươi nhớ lại thái độ của ngươi lúc ấy đi. Đó là thái độ khi cần người giúp đỡ à? Thần công im ri. Diệp Huyên ta là người chính trực, không thèm dùng ba cái âm mưu quỷ kế. Ta nói thẳng thế này, ta có thể giúp ngươi giải phong ấn trên giếng kia, nhưng các ngươi cũng phải giúp ta. Thần công quắc mắt, không phải ngươi cũng muốn lợi dụng chúng ta hay sao? Diệp Huyên nhún vai, vậy thì cứ để mấy người đó tiếp tục đợi thôi, ta không sao cả. Thấy hắn xoay gót rời đi, thần công la lên, nói chuyện chút. Diệp Huyên vừa quay lại, gã đã gằn giọng, thả họ ra, chúng ta sẽ giúp ngươi. Diệp Huyên hỏi lại, ngươi có thể làm chủ thay họ không? Không, thần công lắc đầu. Diệp Huyên giang tay ra, thế thì chúng ta còn nói gì nữa? Thần công hạ giọng, bọn họ chỉ có thể trông cậy vào ngươi để thoát ra. Ngươi có thể bắt họ thề. Diệp Huyên mở to mắt, có tác dụng không? Thần công liếc hắn, ngươi nói thử xem. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một phen rồi nói, được, chúng ta đến Bất Chu Thần Sơn thôi, ta sẽ nói chuyện với họ. Nói xong, hắn thu linh hồn thần công vào lại. Nào ngờ ngay lúc hắn muốn rời đi, một tiếng giống phẫn nộ bỗng vang lên, không được. Một cái bóng đen bay vụt ra từ trên cánh tay Diệp Huyên, hóa thành một con rồng khổng lồ trước mặt hắn. Chính là Chân Long. Diệp Huyên nói, ngươi không ra làm ta suýt nữa quên bén ngươi luôn. Chân Long nhìn hắn, nhân loại, không thể thả những chính thần kia ra. Hắn nhàn nhạt hỏi lại, vì sao? Chân Long nổi giận, bọn chúng là do thiên đạo phong ấn. Diệp Huyên, thiên đạo có nói không được thả ra à? Chân Long đớ ra một chút rồi nói, dù sao cũng không được. Diệp Huyên cười, ta cứ muốn thả thì sao? Chân Long nhìn Diệp Huyên, cơn giận ấp ủ muốn bùng lên trước khi nghĩ đến gì đó mà xẹp xuống. Bởi vì nó nhớ ra thực lực hiện nay của người này hoàn toàn có thể chém chết nó. Diệp Huyên đã đến phàm kiếm tầng 2, luân hồi cảnh, còn có kiếm thiên chu trong tay, muốn phá giáp của nó cũng không phải việc khó. Chân Long trầm giọng nói, nhân loại, một khi thả chúng ra, ngươi sẽ trở thành kẻ địch của thiên đạo. Diệp Huyên lại lắc đầu, sai rồi. Mong muốn của thiên đạo là gì? Là bảo vệ vũ trụ này. Ta dẫn dắt các chính thần chống lại thượng giới, nàng ta không chỉ không giận mà còn vui nữa kìa. Chân Long lắc đầu, chức trách của ta là bảo vệ phong ấn Bất Chu Thần Sơn. Diệp Huyên bỗng cười, ta từng gặp thiên đạo, ngươi cũng vậy. Nhưng ngươi lại không dám xuất hiện. Chân Long im thin thít. Nó quả thật đã nhìn thấy thiên đạo. Bởi vì trong thâm tâm, nó thật sự e ngại người phụ nữ đó. Diệp Huyên cười, ta và tiểu đạo đều quen biết thiên đạo, chẳng lẽ nàng ta lại không biết chúng ta muốn làm gì? Nếu nàng ta xuất hiện không cho ta giải phong ấn trên giếng kia, ta sẽ từ bỏ, được chứ? Sau một hồi im lặng, Chân Long gật đầu. Diệp Huyên cũng gật gù rồi biến mất. Chân Long liếc mắt nhìn nơi sâu trong vũ trụ rồi cũng biến mất theo. Chỉ một chốc sau, Diệp Huyên xuất hiện ở trên Bất Chu Thần Sơn, đi đến vị trí giếng. Từ phía trên nhìn xuống chỉ thấy đen kịt một màu, ngoài ra không còn gì khác. Diệp Huyên trở tay gọi kiếm chấn hồn ra, linh hồn thần công cũng bay ra theo, nhìn xuống một hồi rồi cất giọng, Thái Nhất, có ở đây không? Sau đó, một giọng nói khác vọng ra, thần công.
thần công nói, ta đã mang nhân vương đến. Đó cũng là lúc một gương mặt mờ ảo xuất hiện trước Diệp Huyên. Đây chính là Thái Nhất. Ông ta quan sát Diệp Huyên, nhân vương đương thời. Diệp Huyên gật đầu. Thái Nhất, điều kiện của các hạ là gì? Diệp Huyên nhìn ông ta một chút rồi cười, rất đơn giản. Thứ nhất, sau khi thoát ra, các người không được tìm thiên đạo báo thù, ít nhất là không được trước ngũ duy kiếp. Thứ hai, thoát ra rồi, các người phải giúp ta chống lại thượng giới. Thái Nhất, người có quen biết với thiên đạo? Diệp Huyên lắc đầu, gặp nhau hai lần mà thôi. Không cần ngươi nói, bọn ta cũng sẽ không đi tìm nàng ta báo thù. Năm ấy chúng ta có hơn 100 người mà vẫn thua dưới tay nàng, hiện giờ chỉ còn 29, đi tìm nàng ta khác gì tìm chết. Diệp Huyên không khỏi nhìn Thái Nhất một phen, cảm thấy người này suy nghĩ thông suốt hơn nhiều. Thái Nhất lại nói, về phần hỗ trợ ngươi đối kháng thượng giới, ngươi cứu chúng ta ra tức là có ân, chúng ta giúp ngươi cũng là việc nên làm. Nhưng chúng ta chỉ có thể ra tay hai lần, sau đó chúng ta không nợ nần gì nhau nữa. Ngươi thấy thế nào? Hai lần. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu, được. Thái Nhất cũng gật đầu, vậy làm phiền tiểu hữu. Diệp Huyên nhìn sang thần công, ngươi xem người ta lịch sự chưa kìa. Thế này mới là chính thần chứ. Hắn mở tay ra, ấn nhân vương xuất hiện. Đương lúc hắn muốn khởi động nó, một luồng khí tức hùng mạnh bỗng ảo ảo đánh tới từ chân trời. Một khắc sau, một người đàn ông xuất hiện cách đó không xa. Không ai khác ngoài Tôn Sứ. Diệp Huyên vừa nhìn thấy gã, hai mắt lại tức nheo lại, không ngờ gã lại xuất hiện ở đây. Thái Nhất khẽ khàng lia mắt nhìn tới, không nói gì. Tôn Sứ mỉm cười, chính thần Thái Nhất, chúng ta cũng có thể đưa các ngươi ra ngoài. Thái Nhất hỏi, người thượng giới. Tôn Sứ gật đầu, đúng vậy, không chỉ đưa các ngươi ra, chúng ta còn có thể giúp các ngươi báo thù. Thái Nhất bình thản hỏi lại, các ngươi định giúp chúng ta đối phó với thiên đạo. Tôn Sứ gật đầu, nàng ta hiện đã bị chúng ta giam giữ. Diệp Huyên bỗng bật cười nhưng không nói gì. Tôn Sứ nhìn sang, ngươi không tin. Diệp Huyên cười nói, tin chứ, các ngươi lợi hại nhất, ha ha. Tôn Sứ nheo mắt lại, trong mắt có sát ý lóe lên. Diệp Huyên hỏi Thái Nhất tiền bối thấy thế nào? Thấy ông ta im lặng, Tôn Sứ xen vào, Thái Nhất, để hắn cứu ra không khác nào trở thành kẻ địch với thượng giới. Hắn lại không cho các ngươi báo thù thiên đạo, có thể hiểu được quan hệ giữa hắn và nàng ta. Thái Nhất lại hỏi Diệp Huyên, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên chỉ cười, tùy tiền bối thôi. Nếu tiền bối bảo ta cứu, ta sẽ cứu. Tiền bối bảo hắn cứu, ta sẽ không ngăn cản. Làm địch hay làm bạn gì đều được cả. Thái Nhất quay sang Tôn Sứ, người nói các ngươi đã giam giữ thiên đạo. Thấy gã gật đầu, ông ta lại hỏi, vì sao không giết? Tôn Sứ cười, chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng Thái Nhất lắc đầu, các ngươi quá khinh thường nàng ta rồi. Bị giam giữ như vậy chỉ có thể là nàng ta cố tình bị các ngươi bắt giữ, sau đó sẽ ngồi nhìn các ngươi tự tìm đường chết. Tôn Sứ cười, Thái Nhất, có một điều ngươi phải hiểu rõ. Chỉ một lựa chọn này có thể khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Diệp Huyên bỗng nói, ta không cưỡng ép Thái Nhất tiền bối, vẫn là câu kia, tùy tiền bối lựa chọn thôi. Thái Nhất bỗng hỏi thần công, ngươi nghiêng về ai? Nghe vậy, khóe môi Tôn Sứ khẽ nhích lên. Thần công là người cùng phe với gã, tất nhiên sẽ giúp gã rồi. Nào ngờ thần công lại chỉ vào Diệp Huyên, ta chọn hắn. Tên Sứ ngây ra như phỗng. Thái Nhất hỏi, vì sao? Chỉ nghe thần công thấp giọng nói, hắn nhiều chỗ dựa. Diệp Huyên, sắc mặt Tôn Sứ trở nên cực kỳ âm trầm. Gã không ngờ thần công lại chọn Diệp Huyên. Đầu óc gã ta có vấn đề à? Gã đang định lên tiếng thì lúc này thần công chợt nhìn sang Thái Nhất, nếu mọi người muốn sống thì hãy chọn hắn. Thái Nhất quay đầu nhìn Diệp Huyên, tiểu hữu, chúng ta đồng ý kết thiện duyên với ngươi. Diệp Huyên lập tức búng tay, một đạo kiếm quang bay vào trong ấn nhân vương khiến ấn nhân vương rung lên kịch liệt, Diệp Huyên nhìn về giếng cạn bị phong ấn, phá. Lời vừa dứt, ấn nhân vương trong tay hắn hóa thành kim quang bắn về phía cái giếng. Bùm!
giếng ngầm rung lên dữ dội, sau đó vô số phù văn huyết sắc bay ra khỏi giếng, dần dần những phù văn huyết sắc này nối nhau lần lượt biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Tôn Sứ ở phía xa hơi nheo mắt, đang định ra tay thì thấy Diệp Huyên cười bảo, nếu ta là ông thì bây giờ đã chạy rồi. Tay trái của Tôn Sứ siết chặt, mà lúc này phía dưới trong giếng có một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bốc lên. Thấy thế, Tôn Sứ không do dự nữa, xoay người biến mất ngay tức thì. Lúc này, một người đàn ông thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, mái tóc người này buông xõa bên vai, toàn thân tản ra khí tức cường hãn. Khí tức này còn mạnh hơn Tôn Sứ lúc trước. Cao thủ. Người trước mắt chính là Thái Nhất đã nói chuyện với hắn lúc trước. Thái Nhất nhìn Diệp Huyên, đa tạ tiểu hữu. Diệp Huyên cười đáp, ta cũng có lòng riêng. Thái Nhất khẽ gật đầu, bình thường thôi. Thái Nhất ngập ngừng rồi hỏi, chúng ta vừa mới thoát khỏi giam cầm, thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vì thế chúng ta cần ở lại đây một thời gian, nếu tiểu hữu cần gì cứ nói, chúng ta sẽ đến ngay lập tức. Diệp Huyên trả lời, được. Nói xong hắn búng tay, 100 sợi tử khí dừng trước mặt Thái Nhất. Nhìn thấy 100 sợi tử khí này, Thái Nhất rung động. Diệp Huyên lại cười, khí này có lẽ sẽ có tác dụng với các vị. Thái Nhất không từ chối, chắp tay bảo, đa tạ. Diệp Huyên nở nụ cười, các vị yên tâm dưỡng thương, ta còn có việc phải đi trước. Nói xong hắn nhìn thần công, ông được tự do rồi. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo kiếm quang rồi biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Diệp Huyên đi, Thái Nhất từ từ nhắm mắt lại. Thần công trầm giọng hỏi, tại sao lại chọn hắn? Thái Nhất khẽ đáp, Tôn Sứ nói với ta bọn chúng đã nhốt thiên đạo. Nói rồi ông ta cười giễu, bọn chúng quá ngây thơ. Thần công gật đầu, bây giờ nghĩ lại, ta cũng cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ. Sao thiên đạo lại dễ dàng bị bọn chúng bắt giữ như thế? Nếu bọn chúng có thực lực này thì giết Diệp Huyên chẳng phải là điều dễ như trở bàn tay sao? Cũng không đúng. Thái Nhất nhìn thần công, sao? Người phía sau thiếu niên đó còn mạnh hơn cả thiên đạo à? Thần công nghiêm nghị nói, ta không biết, ta chỉ biết đối phương vô cùng mạnh, phía sau hắn có một thế lực rất lớn tên là Kiếm Tông, ban đầu đối phương đã ra tay giúp hắn, 20 kiếm tu, ai cũng đều là phàm kiếm. Ngoài ra, cô gái áo bào trắng sau lưng hắn chỉ dùng một phân thân đã có thể một quyền đánh nát thân thể ta. Ở trước mặt nàng ấy, ta không có sức đánh trả. Thái Nhất hơi nhíu mày, không có sức đánh trả. Thần công gật đầu, một chút sức đánh trả cũng không có. Nghe vậy, vẻ mặt Thái Nhất dần trở nên nghiêm nghị. Thần công lại nói thêm, mà sau lưng hắn còn có một cô gái váy trắng, ta vẫn chưa biết thực lực của nàng ấy mạnh đến mức nào. Nói xong gã lắc đầu, ta cảm thấy có lẽ sau lưng hắn vẫn còn một vài người nữa. Nói tóm lại, chọn hắn là không sai. Thái Nhất gật đầu, tình hình hiện nay phức tạp, chúng ta cũng phải khiêm tốn một chút, nếu không sợ rằng không phải bị phá phong ấn mà là bị diệt vong. Thần công đột nhiên nói, không tìm thiên đạo trả thù sao? Thái Nhất lắc đầu, chúng ta làm gì có khả năng đó? Người phụ nữ ấy dù là thực lực hay thủ đoạn đều hơn chúng ta không muốn trở thành kẻ thù với nàng ta nữa. Như ngươi nói, lần này nàng ta không quan tâm điều gì, chắc chắn là có âm mưu lớn. Thần công đột nhiên lên tiếng, ta cảm thấy nàng ta muốn mượn tay Diệp Huyên trừ khử chúng ta, người của Hắc Ám giới và Thượng giới. Thái Nhất nhìn thần công khẽ nói, mục tiêu của nàng ta là bảo vệ vũ trụ này chứ không phải người trong vũ trụ này. Vậy nên khiến chúng ta cùng chịu thiệt thì nàng ta mới có thể ngư ông đắc lợi. Nói đến đây, gã dừng một chút rồi lại bảo, nàng ta phong ấn chúng ta bao nhiêu năm, ta cũng không cam lòng. Nhưng nàng ta thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Thái Nhất khẽ gật đầu, bây giờ điều chúng ta cần làm là sống cho thật tốt chứ không phải đi báo thù, vì thực lực của chúng ta không cho phép. Nói rồi ông ta hút hết tử khí, quay người tiến vào trong giếng cạn. Thần công im lặng một lúc rồi cũng vào theo. Bất Chu Thần Sơn yên bình trở lại. Sau khi rời khỏi Bất Chu Thần Sơn, Diệp Huyên chợt dừng lại. Vì hắn phát hiện Chân Long đang đi theo mình. Diệp Huyên nhìn Chân Long, người cũng khôi phục tự do rồi. Chân Long nhìn Diệp Huyên,
loài người kia, ta đi theo ngươi. Diệp Huyên cười bảo, đi theo ta làm gì? Chân Long im lặng. Diệp Huyên lại hỏi, đi theo ta làm gì? Chân Long im lặng một lúc rồi mới đáp, ta bằng lòng đi theo các hạ. Diệp Huyên lắc đầu cười, ngươi đang đùa ta đấy à? Chân Long nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta đang rất nghiêm túc. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao ngươi lại muốn đi theo ta? Chân Long lắc đầu, ta không còn nơi nào để đi nữa. Diệp Huyên chỉ về phía sau Chân Long, Bất Chu Thần Sơn. Chân Long lại lắc đầu, nếu ta quay lại sẽ bị bọn chúng đánh chết. Diệp Huyên bật cười, vậy nên ngươi đi theo ta là để bảo toàn tính mạng, phải không? Chân Long gật đầu, đúng. Diệp Huyên cười khuyên nhủ, đi theo ta rất nguy hiểm đấy, ngươi hiểu ý ta không? Chân Long trầm giọng đáp, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Diệp Huyên vươn tay phải ra, Chân Long lập tức hòa thành một con rồng nhỏ đậu trên cánh tay hắn. Diệp Huyên quay người biến mất. Diệp Huyên trở về Vu tộc, lúc này Vu thành đang được xây dựng, vì trận chiến lúc trước nên cả Vu thành đã bị phá hủy hết. Diệp Huyên đến nhà thờ tổ của Vu tộc, A Mục và cựu đại tế Ti Lâm Tiên cũng ở đó. A Mục nhìn Diệp Huyên chào hỏi, đến rồi à? Diệp Huyên gật đầu đáp, sự việc giải quyết cũng gần xong rồi. Lâm Tiên hỏi Diệp Huyên, tiếp theo ngươi định làm gì? Diệp Huyên nhẹ giọng trả lời, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được. Lâm Tiên hơi nhướng mày, sao, ngươi định phản công à? Diệp Huyên cười bảo, không được ạ. A Mục đột nhiên hỏi, phản công hắc ám giới. Diệp Huyên khẽ nói, ta định đi thăm dò trước. A Mục lắc đầu ngay, không được, quá mạo hiểm. Lâm Tiên cũng gật đầu, người đi một mình chẳng khác nào tự tìm cái chết, quá mạo hiểm. Diệp Huyên cười an ủi, ta tự có chừng mực. Lâm Tiên tiếp tục khuyên nhủ, người cũng biết nếu người đi một mình chắc chắn bọn chúng sẽ tìm mọi cách để giết ngươi mà. Hơn nữa người đi cũng không làm được gì, nếu muốn thăm dò tin tức thì để ta đi. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối đi cũng nguy hiểm. Lâm Tiên khẽ nói, ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn ta. Diệp Huyên cười khổ, tiền bối hiểu sai ý ta rồi, ta không đi một mình. Lâm Tiên nhướng mày khó hiểu, không đi một mình. Diệp Huyên gật đầu, ta còn có một người bạn nữa. Lâm Tiên lại hỏi, ngươi đi làm gì? Đa. Diệp Huyên trả lời, ta muốn gặp thượng chủ. Lâm Tiên nhíu mày, ngươi định đầu hàng trước hắn. Diệp Huyên lắc đầu, không có khả năng. Lâm Tiên hơi khó hiểu, nàng ta đang định nói thì lúc này không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên rung lên, một lát sau vẻ mặt Diệp Huyên trở nên khó coi, ta phải đến một nơi. A Mục, triệu tập tất cả cao thủ của Vu tộc không, không cần nữa, ta tự đi, mọi người ở lại đây chờ ta. Sau đó hắn đã biến mất. A Mục nhìn Lâm Tiên nhẹ nhàng nói, xem ra hắc ám giới và thượng giới đã có động tĩnh mới. Nói rồi nàng ta nhìn A Mục, chuẩn bị đi. Sắc mặt A Mục trầm xuống. Hắc ám giới và thượng giới thật sự không sợ chết sao? Cô gái áo bào trắng cũng không thể ngăn cản chúng. Không lâu sau Diệp Huyên đã đến tinh không, vừa đến tinh không, tiểu đạo đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, bọn họ định đối phó A-La à? Tiểu đạo gật đầu, có phải A-La chuẩn bị đột phá không? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu đạo nghiêm nghị bảo, xem ra bọn chúng đã biết tin này, hiển nhiên chúng không muốn cho A-La đột phá. Cũng đúng, với thực lực của A-La, nếu muốn đột phá thì đúng là đáng sợ. Diệp Huyên im lặng. A-La. Rất rõ ràng thượng giới và hắc ám giới cũng rất dè chừng A-La, thực lực của A-La bây giờ đã rất mạnh. Nếu đột phá thì người thường không thể ngăn cản được nàng ta. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên chợt hỏi, tiểu đạo, sao cô biết bọn chúng định đối phó A-La? Tiểu đạo khẽ đáp, thiên đạo gửi tin cho ta. Thiên đạo. Diệp Huyên hơi nhíu mày, nàng ta biết. Tiểu đạo giải thích, nàng ta là thiên đạo của vũ trụ này. Rất nhiều chuyện không thể qua mắt nàng ta được. Còn nữa, đừng bao giờ coi thường người phụ nữ này, bình thường trông nàng ta vô hại vậy thôi nhưng lại rất lợi hại, giết người mà không cần ra tay, hơn nữa người cũng không làm gì được nàng ta.
cũng như bây giờ nàng ta nói cho ta tin này nhìn như đang giúp ngươi, nhưng thực chất là để ngươi chuẩn bị thật kỹ sau đó chiến đấu với hắc ám giới và thượng giới. Diệp Huyên. Tiểu đạo lắc đầu, vậy cũng tốt, bây giờ nàng ta không có ác ý với ngươi, vì hai người đã có cùng mục đích, đó là chống địch ngoại xâm. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, nàng ta muốn chúng ta vật lộn với nhau. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, ngươi phải hiểu một điều, bây giờ người phía trên muốn đối phó là ngươi chứ không phải nàng ta, vậy nên nàng ta không hề lo lắng. Diệp Huyên lắc đầu, đang định nói thì tiểu đạo chợt ngẩng đầu nhìn về nơi sâu trong tinh không phía xa, khẽ nhíu mày, mau đến Đại Hoàng Quốc đi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn không chút chần chừ, lập tức quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Kiếm chỉ Đại Hoàng Quốc. Đại Hoàng Quốc. Lúc này, Đại Hoàng Quốc đã bày trận sẵn sàng nghênh địch. Không chỉ vậy, Đại Hoàng Quốc còn mở cả đại trận phòng thủ. Quốc chủ Đại Hoàng Quốc đứng trên tường thành, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt là một tia ưu buồn. A la đột phá. Nếu là bình thường thì đây chắc chắn là một điều tuyệt vời. Nhưng bây giờ, lúc này, một áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện trên không trung Đại Hoàng Quốc. Quốc chủ Đại Hoàng Quốc hơi nheo mắt, tới rồi sao? Chẳng bao lâu, trên không trung Đại Hoàng Quốc xuất hiện một người đàn ông. Người tới chính là Tôn Sứ. Bên cạnh Tôn Sứ là Vô Thiên. Tôn Sứ cúi xuống nhìn bên dưới với vẻ mặt vô cảm. A la! Đương nhiên bọn họ không dám khinh thường người phụ nữ này chút nào, hắc kiếm sứ của bọn họ đã chết trong tay nàng ta. Nếu để A la đột phá lần nữa, nghĩ thôi cũng thấy sợ. Bởi vậy, lần này bọn họ có thể nói là bị ép phải ra tay, không thể không ra tay. Vô Thiên đột nhiên lên tiếng, Diệp Huyên đang trên đường đến. Tôn Sứ nhẹ giọng hỏi, chỉ có mình hắn thôi sao? Vô Thiên gật đầu. Tôn Sứ hỏi tiếp, tiểu đạo thì sao? Vô Thiên trầm giọng trả lời, không biết nữ nhân đó đã đi đâu, nhưng chắc chắn nàng ta sẽ ra tay, không thể không đề phòng. Tôn Sứ nhìn xuống dưới, nhẹ giọng bảo, đang đề phòng mà. Nói xong, gã nói với Vô Thiên, hành động đi. Vô Thiên gật đầu, quay đầu nhìn truyền tống trận không gian phía sau tế trận. Một luồng khí tức mạnh mẽ đột ngột lan ra từ trong truyền tống trận, dây tiếp theo từng tia năng lượng màu đen tràn ra, tiếp nữa những tia năng lượng đen ấy ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu đen dài mấy trăm trượng trên bầu trời Đại Hoang Quốc. Ngay khi bàn tay ấy xuất hiện, không gian trên không của Đại Hoang Quốc rung lên dữ dội, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cực kỳ đáng sợ. Vô Thiên đột nhiên hạ lệnh, đáp. Lời vừa dứt, bàn tay to màu đen ấy từ trên trời giáng xuống, nơi nào nó đi qua không gian sụp đổ từng tầng, như hủy diệt thế giới. Phía dưới, quốc chủ của Đại Hoang Quốc mặt không cảm xúc, xuất trận. Dứt lời, trong Đại Hoang Quốc có vô số chùm sáng phóng lên trời, những chùm sáng này nối tiếp nhau bắn về phía bàn tay đen khổng lồ ấy. Bùm bùm bùm. Trên bầu trời, vô số chùm sáng vỡ tan, mà bàn tay đen khổng lồ ấy vẫn tồn tại. Thấy vậy, sắc mặt quốc chủ Đại Hoang Quốc hơi tái đi. Lúc này nàng ta đã chợt hiểu ra một chuyện. Sở dĩ Đại Hoang Quốc mạnh như vậy là do A-La mạnh. Không có A-La, Đại Hoang Quốc chỉ như con kiến trước những thế lực cổ này. Quốc chủ Đại Hoang Quốc từ từ nhắm mắt lại, chiến đấu đến cùng. Đối với Đại Hoang Quốc bây giờ, đánh không lại cũng phải đánh. Họ không còn đường lui nữa. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang chợt phóng từ trên trời xuống, ngay sau đó kiếm quang ấy chém thẳng vào bàn tay khổng lồ. Bùm! Bàn tay khổng lồ màu đen run lên kịch liệt, nhưng không hề bị ảnh hưởng. Lúc này Diệp Huyên đã xuất hiện trên bầu trời Đại Hoang Quốc. Trên bầu trời, Vô Thiên nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt vô cảm, trận này do hắc ám tộc ta dựng lên, đừng nói là ngươi, cho dù A-La cũng không phá được. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kim quang đột nhiên phóng lên trời, ngay sau đó có bát quái trận khổng lồ bao phủ trên bầu trời Đại Hoang Quốc. Bát quái đồ. Khi trận pháp xuất hiện, bàn tay khổng lồ lập tức va vào bát quái trận, trận đồ rung lên kịch liệt, cả thế giới chấn động.
Bát quái trận ngăn bàn tay khổng lồ lại, nhưng bàn tay ấy vẫn không biến mất, tiếp tục bắn phá bát quái trận. Phía dưới, mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, hắn xòe tay, kiếm Thiên Chu đột nhiên xuất hiện trong tay, tiếp theo kiếm quang phóng lên trời chém thẳng vào bàn tay khổng lồ. Rầm. Bàn tay ấy rung lắc dữ dội, tuy không vỡ nhưng cũng đã mờ ảo hơn một chút. Nhưng trong truyền tống trận không gian liên tục có năng lượng hắc ám truyền ra, sau đó lại ngưng tụ vào bàn tay khổng lồ màu đen đó. Vì vậy bàn tay khổng lồ càng lúc càng mạnh. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên nhíu mày. Hắn đang định ra tay lần nữa thì Tôn Sứ đột nhiên biến mất tại chỗ, bên dưới, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hai tay hắn cầm kiếm chém vào khoảng không trước mặt. Phụt. Tiếng xé rách vang lên. Bùm. Diệp Huyên bị đẩy lùi ra xa cả trăm mét, mà vị trí ban đầu của hắn đã thay bằng Tôn Sứ. Diệp Huyên nhìn. Tôn Sứ thấy gã xòe bàn tay, một cây trường thương xuất hiện, tiếp đó gã biến mất tại chỗ, chớp mắt một đạo thương mang phóng tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên không né đi, vung kiếm Thiên Chu trong tay đâm thẳng vào cổ họng Tôn Sứ. Mà Tôn Sứ cũng không thu thương về. Trường thương đâm thẳng về phía mặt Diệp Huyên nhưng không đâm vào được, vì Diệp Huyên đã dùng bất tử chi thân. Bất tử chi thân cộng thêm bất diệt kim thân của hắn chống lại thương này, mà kiếm của Diệp Huyên cũng không đâm được tới Tôn Sứ, bởi gã đã về lại chỗ cũ từ lúc nào, nhát kiếm đâm vào khoảng không. Diệp Huyên nhìn Tôn Sứ, thân thể Tôn Sứ đột nhiên trở nên hư ảo, xung quanh Diệp Huyên chợt xuất hiện vô số tàn ảnh. Diệp Huyên nhắm mắt, sau đó kiếm của hắn đâm từ phía bên phải. Vút! Tất cả tàn ảnh đều đã rút hết, Tôn Sứ lại trở lại vị trí ban đầu. Tôn Sứ nhìn Diệp Huyên, người không nên làm kiếm tu mà nên tu luyện thân thể thì hơn. Gã phát hiện tên nhóc trước mặt chính là thể tu khoác thêm lớp da kiếm tu. Là kiếm tu mà phòng ngự thể chất lại biến thái đến vậy. Có còn là người không? Diệp Huyên không nói lời thừa thãi, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Tôn Sứ có thể kéo dài thời gian nhưng hắn không kéo được, bây giờ hắn vẫn đang điều khiển bát quái trận, nếu không có bát quái trận chống đỡ thì bàn tay màu đen khổng lồ kia sẽ rơi xuống, cả Đại Hoang Quốc sẽ bị phá hủy. Lúc Diệp Huyên biến mất, Tôn Sứ cười khẩy sau đó cũng biến mất. Tuy cảnh giới của gã cao hơn Diệp Huyên, nhưng gã cũng không làm gì được hắn. Nhưng Diệp Huyên muốn giết gã cũng là điều không thể. Mà bây giờ gã có thể kéo dài thời gian chứ Diệp Huyên không thể. Trên trời, tuy bát quái trận đã ngăn bàn tay màu đen nhưng vẫn khiến Diệp Huyên tiêu hao rất nhiều sức lực. Đúng lúc này, ở nơi bầu trời xa, một luồng khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Người tới chính là Lâm Tiên Đại Tế Ti tiền nhiệm và A Mục của Vu tộc. Phô Thiên liếc nhìn Lâm Tiên và A Mục. Sau đó vô số tàn ảnh bắn về phía hai người họ. Bên kia, tiểu đạo đang ngự không bay đến chợt dừng lại, nơi không xa trước mặt nàng ta xuất hiện một người đàn ông trung niên. Tiểu đạo nheo mắt, thượng chủ. Ông ta chính là thượng chủ của Hắc Ám Giới. Thượng chủ khẽ gật đầu, tiểu đạo cô nương, đã lâu không gặp. Tiểu đạo khẽ cười, sống không tốt à. Thượng chủ cười khẽ tiểu đạo cô nương. Đương nhiên ta muốn sống nhưng ta chọn một con đường khác mà thôi. Tiểu đạo nhẹ giọng đáp, thượng chủ, ông là người thông minh, ông nên biết thiếu niên đó rất không đơn giản. Thượng chủ gật đầu, ta biết, nhưng người của thượng giới cũng không đơn giản, không phải sao? Tiểu đạo tiếp lời, suy cho cùng, ông muốn báo thù đúng không? Thượng chủ gật đầu, cô hại Hắc Ám Giới của ta thê thảm như vậy, thù này sao có thể không báo? Tiểu đạo khẽ lắc đầu, hành động này rất không khôn ngoan. Người phụ nữ đó không phải người ông có thể đối phó. Thượng chủ cười bảo, vậy nên ta cần mượn lực. Tiểu đạo nhìn thượng chủ, sau một lúc im lặng, nàng nhẹ giọng nói thôi, ta không quan tâm đến ân oán giữa các người. Thượng chủ nở nụ cười, tại hạ cũng không có ý thù địch với tiểu đạo cô nương, chỉ cần cô nương đừng đến Đại Hoang Quốc là được. Tiểu đạo mỉm cười. Không đi thì không đi, chúc các ông may mắn. Nói xong nàng ta quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy cảnh này, thượng chủ cau mày. Sau một hồi im lặng, thượng chủ quay lại nhìn phía cuối bầu trời, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.
Trên bầu trời Đại Hoang Quốc, Diệp Huyên vẫn đang chiến đấu với Tôn Sứ, Diệp Huyên càng đánh càng lo lắng, mà Tôn Sứ thì lại càng chiến càng nhẹ nhàng, bây giờ gã cứ kéo dài thời gian đấy. Kéo dài càng lâu càng tốt. Vì Diệp Huyên vừa phải duy trì trận pháp vừa phải chiến đấu với gã nên cũng không cầm cự được lâu. Lúc này Diệp Huyên chợt cau mày vô thức lùi về phía sau, thấy vậy Tôn Sứ mừng rỡ, không chống đỡ được nữa à. Nói xong gã lao tới. Ở nơi xa, trên mặt Diệp Huyên lộ ra vẻ hoảng loạn, hắn vô thức rút kiếm ra đỡ ngang mình, lúc này trường thương đã đâm vào kiếm của hắn. Keng! Dường như đã hết sức, Diệp Huyên lập tức bị đánh bật ra hàng hàng trăm mét. Thấy vậy, trong lòng Tôn Sứ mừng khôn xiết, gã biến mất rồi lại xuất hiện, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Diệp Huyên, mà đúng lúc này khóe miệng Diệp Huyên hơi nhếch lên. Tôn Sứ giật mình, trực giác nói cho gã biết có chuyện không hay, đang định lui về thì một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thấy cô gái này, vẻ mặt Tôn Sứ lập tức thay đổi, gã vừa định rút lui thì cô gái biến mất, Tôn Sứ sợ hãi, giơ ngang trường thương để đỡ, lúc này một thanh kiếm đã chém lên trên trường thương. Phụt! Trường thương lập tức nứt lìa, mà đồng thời đầu của Tôn Sứ cũng rơi xuống. Bùm! Thân thể Tôn Sứ trong phút chốc tan vỡ, nhưng linh hồn của gã lại trốn ở nơi cách xa mấy trăm mét, mà gã vừa dừng lại thì cô gái đã xuất hiện trước mặt, thanh kiếm trong tay cô gái đã hóa thành kiếm trấn hồn. Nhìn thấy thanh kiếm này, Tôn Sứ khiếp sợ, giống lên như dã thú, vô sỉ, bỉ ổi, không ngờ ngươi lại gọi người tới. Gã vừa dứt lời, kiếm trấn hồn đã đâm xuyên cơ thể gã. Dầm! Kiếm trấn hồn đột nhiên bạo phát ra sức mạnh linh hồn cường đại, không gian xung quanh sôi trào rồi nứt ra. Diệp Huyên nhìn kiếm trấn hồn mà vui mừng khôn xiết, thanh kiếm này sắp nâng cấp sao. Ở đằng xa, Vô Thiên thấy Tôn Sứ bị giết thì sững người. Lại một cô gái khác tới. Hơn nữa còn giết Tôn Sứ bằng một nhát kiếm. Đùa gì vậy? Nghĩ đến đây, Vô Thiên giận không chỗ chút, ông ta nhìn Diệp Huyên. Hai tay siết chặt, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, Diệp Huyên, có thể đừng gọi người tới không hả? Diệp Huyên. Nghe Vô Thiên nói xong, Diệp Huyên có một thoáng ngây ra. Ông ta điên rồi hay gì? Đệ cửu bỗng quay phát sang nhìn Vô Thiên với vẻ bất thiện, sau đó liền lao vọt đến. Diệp Huyên không khỏi đen mặt, nàng ta đã không kềm được mà muốn giết người rồi. Thấy đệ cửu lao đến. Vô Thiên biến xác định trốn. Đúng lúc ấy, một cái bóng mở bỗng bay vút ra từ không gian đen nhánh sau lưng ông ta. Quỳnh! Chỉ trong chớp mắt, đệ cửu đã trở về vị trí. Nàng ta nhìn vào người đàn ông trung niên đang đứng cách đó không xa. Ông ta mặc áo bào trắng, tay cầm một thanh trường thương lấp lóe ánh bạc. Diệp Huyên cau mày, ai đây? Đúng lúc ấy, người này biến mất. Đệ cửu vung kiếm đâm tới, không mang theo kiếm ý lẫn kiếm khí, chỉ là một chiêu quá đỗi bình thường. Nhưng nó lại đâm trúng vị trí cách đầu thương bạc nửa tấc. Quỳnh! Người đàn ông biến sắc khi nhận ra sức mạnh trong một thương này đã bị hóa giải, chẳng mấy chốc đã lui lại trăm trượng. Đệ cửu bất thình lình xuất hiện trước mặt ông ta, lại vung kiếm đâm tới. Nào ngờ người đàn ông biến sắc. Bởi chính một kiếm vô cùng tầm thường này lại khiến ông ta không biết phải làm sao để đón đỡ. Ông ta không chút do dự mà dồn lực vào chân, thoát cái đã lùi lại thêm trăm trượng, nào ngờ còn chưa đứng vững thì kiếm kia đã đến. Hệt như nàng biết ông ta muốn trốn vậy. Không thể lui tiếp. Người đàn ông nhấc thương đâm về phía trước, nhằm thẳng vào yết hầu đệ cửu. Thương dài hơn kiếm, hiển nhiên cho thấy ông ta muốn biến bị động thành chủ động. Nào ngờ đệ cửu bỗng vung kiếm sang ngang rồi bổ tới cây thương của đối thủ. Lưỡi kiếm chạm vào thân thương nghe một tiếng xoẹt. Thương đã bị chém làm đôi. Kiếm quang lóe lên trước mặt người đàn ông. Ông ta nhanh chóng thối lui hơn trăm trượng, khi dừng lại mới phát hiện trên người mình đã chi chít vết kiếm. Tấm áo trắng cũng nhuộm thành màu máu. Diệp Huyên thấy cảnh này thì không khỏi ngây ra. Đệ cửu là kiếm tu ư? Người đàn ông nhìn nàng ta đầy sửng sốt, ngươi là kiếm tu.
sở dĩ hỏi vậy là vì ông ta không cảm nhận được bất kỳ kiếm ý hay kiếm khí gì từ người phụ nữ này. Đệ cửu chỉ đáp, nhiều lời. Sau đó đã vào tới. Diệp Huyên cũng không đứng đó bàng quan nữa mà lao về phía những bàn tay đen khổng lồ. Trước tiên phải phá trận của Hắc Ám tộc. Ngay lúc hắn đang lao về phía bàn tay, không gian sau lưng bỗng nứt ra, một bóng mờ xuất hiện. Diệp Huyên không để tâm mà tiếp tục lao về trước, từ sau lưng hắn, một con chân long bất ngờ uốn lượn bay ra. Uỳnh! Chân long đâm sầm vào bóng mờ. Diệp Huyên cũng đã đến trước bàn tay, vung kiếm bổ xuống. Ầm! Bàn tay chấn động kịch liệt rồi bắt đầu mờ dần. Kiếm thứ hai của Diệp Huyên đã lao xuống. Ầm! Bàn tay nứt vỡ tan tành, hóa thành hư vô. Diệp Huyên quay lại, bóng mờ vừa ra tay kia chính là Vô Thiên. Thấy hắn đã phá hủy bàn tay, Vô Thiên không dám ham chiến nữa mà lui về đến trước truyền tống trận, nhìn sang trận chiến giữa người áo bào trắng và đệ cửu. Người đàn ông đang bị áp đảo nặng nề, toàn thân trên dưới đều là vết kiếm. Ông ta căn bản không đánh lại đệ cửu. Sắc mặt Vô Thiên trầm xuống, bắt đầu sinh ý thối lui. Tôn sứ đã bỏ mạng. Phía trên không trợ giúp, thượng chủ không ra, Hắc Ám giới căn bản không thể làm gì được Diệp Huyên. Mà thượng chủ hiện nay đang phải kềm chế Diệp Huyên, không, là bị tiểu đạo kềm chế mới đúng. Hơn thế, Diệp Huyên còn giữ một con bài tẩy trong tay, những chính thần viễn cổ kia vẫn chưa xuất hiện. Vô Thiên nghĩ vậy bèn lập tức muốn rút lời. Nào ngờ đúng lúc ấy, từ không gian sau lưng ông ta, một người đàn ông bước ra. Vô Thiên thấy người này thì cung kính thi lễ, thượng chủ. Đó chính là thượng chủ của Hắc Ám giới. Gần như cùng lúc, tiểu đạo cũng xuất hiện bên Diệp Huyên. Nàng ta nhìn đệ cửu đang áp đảo người đàn ông áo trắng, khẽ nói chiến lực của nàng ta không tầm thường chút nào. Diệp Huyên hạ giọng, tiểu đạo cô nương có biết thân phận thật của nàng ta không? Tiểu đạo lắc đầu, nàng ta xuất hiện bí ẩn, dường như từ hư không vậy. Xuất hiện từ hư không? Diệp Huyên không khỏi cau mày. Thượng chủ nhìn đệ cửu, ngươi là người phương nào? Sắc mặt đệ cửu trở nên dữ tợn, quắc mắt trừng lại đầy tức tối, mi mới là người. Cả lò nhà mi đều là người. Vừa dứt lời, nàng ta đã biến mất tại chỗ. Một khắc sau, kiếm quang đã xuất hiện trước mặt thượng chủ. Ông ta không khỏi nheo mắt, tự hỏi con ả này bị gì vậy, sau đó vung tay lên. Uỳnh. Một tia sáng đen lóe lên. Đệ cửu trở lại vị trí, nhìn xuống tay mình, thấy kiếm Thiên Chu đang khẽ run. Nàng ta bèn khẽ gật gù với thượng chủ, khá đấy. Vừa dứt lời, nàng ta lại biến mất. Nơi xa, đôi mắt thượng chủ nheo lại, khép tay nhẹ nhàng chạm vào trước mặt. Không gian lập tức nứt ra, phạm vi mấy trăm trượng quanh hắn ta trở thành một vùng đen đặc. Diệp Huyên thấy vậy không khỏi lộ vẻ kinh dị, thầm nghĩ tên này có phần biến thái đấy. Trong không gian màu đen ấy bỗng vang lên từng tiếng xoèn xoẹt. Ngay sau đó, một bóng trắng bay ra, đáp xuống trước mặt Diệp Huyên và tiểu đạo. Chính là đệ cửu. Nàng ta nhìn thượng chủ, khẽ nói. Chiến lực rất cao. Diệp Huyên đi đến bên nàng ta, thắng được không? Đệ cửu chớp mắt, có chút khó khăn. Diệp Huyên xòe tay ra, để một tấm khiên xuất hiện, cho cô món này, cầm đi mà đánh với ông ta. Đó là khiên thái cực. Đệ cửu không khách khí, cầm lấy nó rồi biến mất. Thượng chủ ở nơi xa khẽ nhíu mày, bỗng dẫm mạnh chân phải. Uỳnh! Chỉ trong nháy mắt, không gian trên bầu trời Đại Hoang Quốc bỗng trở thành một màu đen nhánh khi nó vụn vỡ tan tành. Đứng trong đó, đệ cửu liên tục lùi bước lại hơn nghìn trượng. Nhờ có khiên thái cực cản lại tất cả sát thương, nàng ta vẫn không hề hấn gì. Nào ngờ sau đó nàng ta lại đi đến, đưa kiếm Thiên Chu và khiên cho tiểu đạo cô ra đánh đi. Diệp Huyên. Tiểu đạo nhìn sang, ta cũng không đánh chết hắn ta được. Đệ cửu chớp mắt, thế thì cùng nhau. Tiểu đạo cười cười, đợi thêm một chút được không? Đệ cửu gật đầu, đoạn trả kiếm và khiên cho Diệp Huyên. Hắn thu cả hai về rồi nhìn thượng chủ, người cũng đang nhìn hắn chằm chằm.
Tiểu Đạo bỗng bật cười, thượng chủ, có muốn đánh tiếp không? Thượng chủ gật đầu, đương nhiên. Sắc mặt Tiểu Đạo lạnh đi theo câu nói, thượng chủ liếc mắt nhìn xuống dưới, khẽ nói, cho dù thế nào cũng không thể để A-La đột phá. Tiểu Đạo lạnh nhạt, nhưng dường như không có năng lực ngăn cản đâu. Thượng chủ, chưa chắc. Hắn ta nhẹ nhàng phất tay, những luồng khí tức mạnh mẽ lập tức ùa ra từ truyền tống trận sau lưng. Thấy thế, Diệp Huyên không khỏi cau mày. Lại có người mạnh hơn nữa sắp xuất hiện sao? Không lâu sau, vô số người xuất hiện từ truyền tống trận. Họ đều là cường giả hắc ám giới, ngoài ra còn có đại quân hắc ám. Sắc mặt Diệp Huyên đanh lại. Chỉ trong chốc lát, bầu trời đại hoang quốc đã bị các sinh linh hắc ám bao trùm. Không ai ra tay, hiển nhiên đều đang đợi lệnh thượng chủ. Người này nói với Diệp Huyên, không thể không nói, người tuy còn nhỏ tuổi nhưng quả thật là một tên yêu nghiệt. Diệp Huyên vào thời điểm này, cho dù không có những món báu vật thì chiến lực cũng đã vô cùng mạnh mẽ, nếu hắn có thể đột phá thêm một bước lên chủ tế cảnh, khi ấy thực lực của hắn sẽ không thua kém gì A-La. Chưa kể đến hắn còn có thần trang và thân thể biến thái vô cùng. Tiểu Đạo bỗng lên tiếng, thượng chủ, ta thành thật khuyên ông lần cuối, đừng nghĩ đến chuyện đi tìm nàng kia báo thù, bằng không hắc ám giới của ông sẽ trả một cái giá rất đắt. Thượng chủ khẽ cười, ta biết, nhưng vẫn là câu nói cũ, ả vây khốn chúng ta nhiều năm như vậy, thù này sao có thể không báo. Sư tôn và các huynh đệ của ta đều chết dưới tay ả. Tiểu Đạo, ông có biết vì sao ông còn sống không? Đôi mắt thượng chủ nheo lại, cô có ý gì? Tiểu Đạo cười, ông cho rằng nàng ta không có thực lực giết ông và các chính thần kia ư. Vậy vì sao ông lại vẫn toàn mạng? Thượng chủ cũng cười theo, ý cô là nàng ta nhân từ sao? Tiểu Đạo lắc đầu, không, trực giác của ta nói rằng, nàng ta có ý đồ riêng khi giữ mạng ông lại. Thượng chủ hít sâu một hơi, cho dù thế nào đi nữa, lần này chúng ta cũng sẽ tính hết ân oán với nàng ta. Tiểu Đạo, ông không có khả năng này. Thượng chủ đưa tay chỉ lên trên, có người có. Tiểu Đạo im lặng. Quả nhiên thượng giới đã đồng ý điều kiện gì đó của thượng chủ. Có thể nói, đối thủ chân chính của Diệp Huyên không phải thượng chủ này, mà là những người trên thượng giới kia. Nghĩ đến đây, Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn lên, vừa định mở miệng thì Diệp Huyên đã lên tiếng, không đúng. Nàng ta nhìn hắn, sao vậy? Diệp Huyên nhìn thượng chủ không chớp mắt, theo lý mà nói, ông phải khẩn trương hơn chúng ta mới đúng, nhưng ông vẫn còn bình tĩnh nói chuyện cùng chúng ta được. Nghe vậy, đôi mắt Tiểu Đạo khẽ nheo lại, hai người nhìn nhau, Diệp Huyên bỗng gằn giọng, không. Mục tiêu của các người không phải A-La, mà là Vu tộc, là Diệp Liên. Thượng chủ nhẹ giọng nói, họ sắp đến. Diệp Huyên chừng ông ta, muội muội ta mà có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt toàn bộ hắc ám giới chôn cùng. Vừa dứt lời, hắn đã hóa thành một tia kiếm quang phóng lên. Chân trời nháy mắt trở thành màu đỏ. Vừa thấy Diệp Huyên biến mất, Tiểu Đạo nói với thượng chủ, ông sẽ phải hối hận. Rồi cũng mất dạng. Thượng chủ cười rộ lên, cô vẫn nên ở lại thì hơn. Vừa dứt lời, hắn ta vươn tay về phía Tiểu Đạo rồi nắm lại, để một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ lấy nàng ta. Tiểu Đạo dừng bước, xoay lại nhìn thượng chủ, hắn ta đang toan mở miệng thì đã thấy nàng ta biến mất. Quỳnh! Thượng chủ bất chợt thối lui hơn nghìn trượng, khi dừng lại thì không gian sau lưng bỗng nứt ra. Đệ cửu thấy vậy thì sáng cả mắt, vừa định ra tay thì nghe tiếng Tiểu Đạo vang lên trong đầu, đi giúp hắn đi. Nàng ta chần chừ một phen trước khi xoay người biến mất. Ở nơi xa, Lâm Tiên cũng lựa chọn thoát ly khỏi chiến trận rồi mang theo A Mục biến mất khỏi chân trời. Thượng chủ nói với Tiểu Đạo, mục tiêu của chúng ta không chỉ có muội muội và bạn bè hắn, mà còn có cả A-La. Tiểu Đạo, cô không ngăn được chúng ta, tránh ra đi. Tiểu Đạo chậm rãi nện bước về trước, một nụ cười trào phúng dâng lên nơi khóe miệng, không ngăn được. Ông là cái thá gì? Trong tay nàng ta bỗng xuất hiện hai lưỡi liềm đỏ quạch như máu, sau đó thân hình nàng thoát cái đã mất dạng. Xoẹt xoẹt. Tiếng cắt xé liên tục vang lên trong không trung. Thượng chủ biến sắc, vội nắm chặt tay phải,
Một khắc sau, không gian trước mặt hắn ta hóa thành một vùng đen nhánh. Đó là vực. Nhưng chỉ một khắc sau, hai tia huyết mang lóe lên phá vỡ vực. Đồng tử thượng chủ co lại, lập tức vung tay đấm ra. Oanh! Xoẹt! Tiếng nổ và tiếng cắt vang lên. Thượng chủ lui lại hơn nghìn trượng mới dừng lại, khi ấy trước ngực đã mang theo hai vết cắt sâu hóm, có thể thấy nội tạng bên trong. Sắc mặt hắn ta nhìn tiểu đạo đã tràn đầy nghiêm trọng. Nơi xa, tiểu đạo chỉ lưỡi liềm máu trong tay về phía thượng chủ, lên hết đi. Chấm chấm chấm. Phần mộ, hư vô duy độ. Diệp Liên ngồi xổm trước cây gai trên ngôi mộ vô danh, hai mắt khép hờ. Nàng đã lẳng lặng ngồi tại đây rất lâu. Đúng lúc ấy, một lão già gầy nhom bỗng xuất hiện cách đó không xa. Lão ta khoác áo vải sần rách, tóc chỉ có vài sợi lưa thưa, gần như hói cả đầu, gương mặt chảy xệ vì nếp nhăn, trông thật sự rất lớn tuổi. Lão chậm rãi cất bước đi về phía Diệp Liên. Khi chỉ còn cách vài trượng, lão ta bỗng xoay người nhìn lại, thấy một ông lão lưng gù khác. Người này là ông lão trong mộ. Ông nhìn lão già kia kia, có chuyện gì? Lão già gầy nhom chỉ với Diệp Liên, ta đến dẫn con bé đi. Không được. Thấy ông lão trong mộ lắc đầu, lão ta cười tà ác, ta cứ muốn mang đi thì sao? Câu trả lời là một cú đấm của ông lão trong mộ. Đồng tử lão gầy nhom rụt lại, cũng đáp trả bằng cách ra quyền. Quỳnh. Chỉ trong chớp mắt, lão đã xuất hiện ở phạm vi ngoài trăm trượng, mà ông lão trong mộ một bước cũng không lùi. Sau khi dừng lại rồi, lão già gầy nhom nhìn chằm chằm đối thủ với vẻ đề phòng. Ông lão trong mộ chỉ nói, lão hủ không muốn dính vào những thị phi này, mau đi đi. Người kia lại nói, hôm nay, ta tuyệt đối phải mang con bé kia đi. Ông lão trong mộ chỉ nhìn đối phương rồi bất chợt biến mất. Đồng tử lão già gầy nhom co rụt lại, vươn tay về trước rồi chập lại trước mặt đại băng diệt. Vào giây phút ấy, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa ồ ạt tuôn trào khắp phần mộ. Không gian khắp mấy vạn trượng bỗng nhòe đi. Nhưng hai tay lão ta còn chưa kịp khép lại, đã có một quả đấm lao tới. Quỳnh! Lão già gầy nhom bay véo ra ngoài hơn vạn trượng. Dừng lại rồi, không gian sau lưng lão ta sụp đổ, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Lão ngẩng đầu nhìn ông lão trong mộ với vẻ nghiêm trọng sâu sắc, ngươi là người phương nào? Ông lão trong mộ lại không hé răng, chỉ đi đến nhìn Diệp Liên quỳ cạnh ngôi mộ, khẽ nói, đợi nàng tỉnh lại, ta sẽ được giải thoát. Đúng lúc ấy, không gian trên đầu ông bỗng nứt ra. Một người đàn ông với thân hình mờ ảo xuất hiện từ trong đó. Nhìn xuống nói, người này, chúng ta sẽ mang đi. Ông lão trong mộ chỉ cười, các ngươi có biết người ở trong mộ là ai không? Đối phương, có liên quan gì đến việc chúng ta mang nó đi sao? Ông lão lắc đầu, thôi vậy, các ngươi quả thật khiến ta chướng mắt. Vừa dứt lời, ông đưa tay ra, một ngọn thương đen tuyền xuất hiện. Vào giây phút ông ta nắm lấy nó, sắc mặt hai người kia đồng loạt thay đổi. Cảm giác đầu tiên của họ là, nguy hiểm. Ông lão trong mộ hỏi, hai người cùng lên. Theo những chữ này được thốt ra, bốn bề tĩnh lặng vô cùng. Người đàn ông trên không trung nói, các hạ rốt cuộc là người nào? Ông lão trong mộ chỉ đâm thương về trước. Quỳnh, người đàn ông mờ ảo lập tức biến mất. Lão già gầy nhom thấy vậy, ánh mắt như xoáy sâu vào ông lão, sau đó lặng lẽ thối lui. Bởi lão biết mình không phải đối thủ của người này. Ông lão trong mộ không đuổi theo mà đi đến sau lưng Diệp Liên. Đúng lúc ấy, nàng đứng lên, một luồng sáng u tối cũng bất thình lình phóng ra từ trong mộ. Một khắc sau, Diệp Liên đã biến mất. Thấy vậy, ông lão không khỏi ngây ngẩn. Đó cũng là lúc một tia kiếm quang lóe lên từ chân trời. Một khắc sau, Diệp Huyên đáp xuống cách đó không xa, cả người tỏa ra một luồng sáng đỏ nhạt. Thấy trước mộ trống trơn, hắn nở người ra một lúc rồi mới quan sát dấu vết ẩu đả bốn phía. Hai tay hắn siết lại, nhìn ông lão, hỏi với giọng run run, muội muội ta đâu? Ông lão do dự rồi nói, mất rồi. Quỳnh! Lời này vừa ra, một luồng sát ý ngùn ngụt phóng ra từ người Diệp Huyên. Chỉ trong phút chốc, cả người hắn đã nhuộm màu đỏ,
đôi mắt như chất chứa đại dương máu tanh, toàn thân toát ra sát ý ngút trời. Ông lão trông mộ không khỏi sửng sốt, vừa định mở miệng thì hắn đã hóa thành kiếm quang ở chân trời. Ông ta ngẩng ra hồi lâu, đoạn mờ mịt lầm bầm, ta có nói gì sao? Đúng lúc ấy, A Mục và LT cùng xuất hiện. A Mục hỏi, tiền bối có thấy Diệp Huyên ở đâu không? Ông lão chỉ về phía chân trời, người trẻ tuổi hóa thành huyết nhân rồi đi về hướng kia rồi. Hai chữ huyết nhân khiến A Mục cau mày, biến thành huyết nhân. Ông lão gật đầu, hơi thở của huyết mạch kia có phần quen thuộc. Nói đến đây, đồng tử ông bỗng rụt lại, giọng nói cũng run run, sao có thể? Không thể nào. A Mục hỏi, không thể gì vậy tiền bối? Ông lão trông mộ trầm lặng hồi lâu mới nói, ta đã từng cảm nhận được khí tức huyết mạch của hắn từ một người khác. Chắc chắn hắn và người đó có quan hệ với nhau. Chẳng trách sao nhóc con thổ phỉ màu trắng kia lại chịu giúp hắn. Chẳng trách, bởi vì cả hai thuộc cùng một phe. A Mục nghe mà như lọt vào sương mù, hỏi. Tiền bối, còn Diệp Liên đâu? Ông lão thu hồi suy nghĩ rồi chỉ vào phần mộ cô bé đã vào rồi. A Mục nhìn theo, đoạn trầm giọng nói, tiền bối nói rõ hơn được không? Ta nghe mà không hiểu gì cả. Ông lão lắc đầu, cụ thể thế nào ta cũng không rõ, chỉ biết rằng đây hẳn không phải là việc xấu với cô bé. A Mục, người trong mộ là ai vậy tiền bối? Ông lão lại lắc đầu, ta không biết, chỉ biết phải luôn giữ mộ, chờ ngày nàng tỉnh dậy. A Mục khẽ cau mày, đã không biết là ai, vì sao tiền bối lại phải trông coi nơi này? Ông lão đáp sau một thoáng lặng im, đánh cược thua. Cược gì? Ông lão thấp giọng thở dài, năm ấy, lão phu vừa đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh, một ngọn thương có thể làm bá chủ thiên hạ, kiêu ngạo vô cùng. Ông thoáng dừng lại, lão phu gặp được một kiếm tu áo xanh, đi cùng là một cô gái áo bào trắng. Thấy nàng ta cũng dùng thương, lão phu bèn khiêu chiến. Nhưng nàng ta đáp chỉ đi ngang qua mà thôi, không đánh, thế là lão phu lập tức ra tay. A Mục hỏi, sau đó thì thế nào? Ông lão cười khổ, bị nàng ta đánh bại chỉ sau một thương. A Mục hạ giọng, sau đó tiền bối liền canh giữ nơi này. Ông lão lắc đầu, nàng ta cũng không làm khó ta, chỉ muốn tiếp tục lên đường, mà ta khi ấy lại suy nghĩ không thấu đáo, lần nữa vò tới. A Mục. Ông lão nhẹ giọng nói, nàng ta không giết ta. Đúng lúc ấy, người áo xanh kia bỗng nói muốn đánh cược cùng ta. Hắn biết ta không phục, nên bằng lòng cho ta một cơ hội nữa. Chỉ cần cô bé bên cạnh hắn có thể đỡ được một thương của ta, ta sẽ phải thay hắn làm một việc. A Mục, và tiền bối đã ra tay với cô bé đó. Ông lão gật đầu, ta biết cô bé ấy không đơn giản, nhưng khi ấy đã bị đánh đến mụ mị cả đầu, và lại ta cũng không cho rằng một đứa bé có thể đỡ được một chiêu của ta. Ta không hề khinh địch, dồn hết toàn lực vào thương, có thể nói và vượt xa bình thường, vậy mà. Ông ta cười khổ, cô bé ấy không tránh không né, cứ thế ăn trọn một thương vào ngực. A Mục cau mày, mà vẫn không sao. Ông lão nhìn nàng ta, có sao, nhưng là ta. Thương và tay đều gãy cả. A Mục. Ông lão thở dài, vào lúc ấy, ta mới ý thức được mình bị lừa rồi. A Mục. Bị lừa. Thần sắc A Mục cũng có phần quái dị. Đúng lúc ấy, Lâm Tiên lên tiếng, các hạ vừa nói toàn thân hắn trở thành màu đỏ. Ông lão trông mộ gật đầu, phải, hẳn là huyết mạch chi lực của hắn. Lâm Tiên khẽ cau mày, sao hắn lại biến thành như vậy? Hắn chỉ hỏi ta muội muội hắn đâu, ta nói đi mất rồi, thế là hắn liền trở thành như thế. Không ổn. A Mục biến sắc kịch liệt. Hai người còn lại quay sang, nàng ta hạ giọng, hẳn là hắn đã hiểu sai ý tiền bối, mới cho rằng Diệp Liên đã gặp nạn. Vừa dứt lời, nàng ta đã biến mất ở chân trời với Lâm Tiên theo cùng. Để lại ông lão trông mộ ngơ ngẩn trước mắt. Câu nói của ta có nghĩa khác nữa à? Chấm chấm chấm. Một nơi nào đó trong vũ trụ, có một vạt kiếm quang đỏ tươi lướt đi, biển nơi nó đi qua thành biển máu. Đây chính là huyết mạch chi lực. Thật ra bản thân Diệp Huyên cũng không điều khiển được nó. Sức mạnh của huyết mạch chi lực có liên quan đến cơn giận trong lòng hắn.
hắn càng phẫn nộ thì nó càng mạnh, càng trở nên khó kiểm soát. Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyên đã đi đến hắc ám giới. Vừa đặt chân vào, đã có vài cường giả sinh linh hắc ám xuất hiện cản đường hắn. Nhưng chúng còn chưa kịp mở miệng thì một tia kiếm quang đỏ tươi đã lóe lên. Xoẹt! Thủ cấp chúng bay véo ra ngoài theo những vòi máu tươi. Mà Diệp Huyên đã biến mất ở cuối chân trời. Dọc đường đi, vô số cường giả sinh linh hắc ám không ngừng tấn công, Diệp Huyên cũng không ngừng giết chóc, để lại từng bãi thi thể ở nơi hắn từng đặt chân đến. Dần ra, không còn kẻ nào dám gây sự với Diệp Huyên nữa. Bởi không ai chịu nổi một kiếm của hắn. Tất cả đều bị giết trong nháy mắt. Vào thời khắc này, huyết mạch chi lực đã khiến chiến lực của Diệp Huyên tăng lên rất nhiều lần, thêm cả kiếm thiên chu và bất tử chi thân thì quả là vô địch. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là những siêu cường giả như thượng chủ đã bị tiểu đạo giữ chân ở Đại Hoang Quốc. Diệp Huyên điên cuồng chém giết dọc đường đi, chỉ trong chốc lát đã đến trước một ngọn tháp nhỏ màu đen. Bốn phía quanh hắn là những sinh linh hắc ám, chúng đã không lùi lại nữa. Bởi vì nơi phía sau chính là hang ổ của chúng, không thể lùi lại. Càng lúc càng có nhiều sinh linh hắc ám vọt đến. A! À, Diệp Huyên bỗng gào lên. Tay phải vung kiếm càn quét, một vạt kiếm quang đỏ tươi tuôn trào. Xoẹt! Chỉ trong nháy mắt, gần 100 sinh linh hắc ám đã bị giết sạch. Những tên còn lại ồ ạt xông lên, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm Diệp Huyên. Nhưng chúng cũng nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng khi nhận ra thân xác hắn quá biến thái. Chúng đã không phá được bất tử chi thân của hắn, mà hắn lại còn có khiên thái cực. Vừa kiếm vừa khiên. Rốt cuộc là kiếm tu hay chiến sĩ thế này? Nhưng sinh linh hắc ám vẫn không lùi dù chỉ một bước, thay phiên nhau tràn về phía Diệp Huyên. Theo quá trình chém giết điên cuồng, huyết mang trên người Diệp Huyên càng trở nên mạnh mẽ. Ở một nơi nào đó, có một cô gái đang dõi nhìn xuống dưới. Nàng ta chính là Thiên Đạo. Nhìn một hồi, khóe miệng nàng ta nhếch lên, sau đó xoay người. Cách đó không xa là một người đàn ông mờ ảo và một lão già gầy nhom. Chính là hai người bị nàng ta chặn lại. Gương mặt cả hai nhìn nàng ta mang vẻ kiêng kỵ sâu đậm. Đây chính là Thiên Đạo của Ngũ Duy. Người mờ ảo cất giọng trầm trầm, các hạ dĩnh ngăn cản chúng ta. Thiên Đạo chớp mắt, mỉm cười, ta không ngăn, các ngươi cứ việc đi. Đối phương nhìn nàng ta không dứt mắt, rốt cuộc cô có ý gì? Thiên Đạo cười, những việc làm gần đây của các ngươi khiến ta chướng mắt. Bọn phản diện các ngươi không có chút đầu óc được à? Đã thảm bại một lần mà không biết khôn ra. Nhìn các ngươi kìa, vừa mất một thượng sứ đã phái tôn sứ ra, giờ tôn sứ cũng chết luôn. Sau tôn sứ chính là ngươi đấy, tự nhìn lại mình đi, còn chưa kịp ra tay với thằng nhóc kia đã bị người ta đánh cho hồn phi phách tán rồi. Nàng ta khẽ lắc đầu, các ngươi đang tặng đầu người. Đang cho hắn cơ hội trưởng thành. Những lời này khiến sắc mặt người đàn ông mờ ảo khó coi vô cùng. Thiên Đạo khẽ cười, đừng giận, ta không có ác ý, chỉ là không nhìn nổi mà thôi. Làm kẻ xấu cũng phải có đầu óc chứ, hiểu không? Bây giờ ta cho các ngươi vài lời khuyên chân thành, mang lên đó mà nói với họ. Thứ nhất, tuyệt đối không được phép khinh thường tên nhóc dưới kia, tốc độ trưởng thành của hắn nhanh hơn so với những gì các ngươi tưởng, ít nhất là 10 lần. Một khi để hắn lần nữa đột phá về cảnh giới hoặc kiếm đạo, theo ta tính toán, các ngươi sẽ phải bỏ ra cái giá ít nhất gấp 5 lần hiện giờ để giết hắn. Nàng ta thoáng dừng lại rồi tiếp lời, thứ hai, đừng sử dụng cường giả vũ trụ này nữa. Ở nơi này có 6 người chiến lực cao nhất, đầu tiên là ta, đến tiểu đạo, thứ ba là A-La, rồi tên đang bị nhốt trong tháp, ông lão các ngươi từng gặp, người cuối cùng thì ta không nói. Các ngươi chỉ cần biết. 4 trên 6 người này đã theo phe hắn, còn ta và một người còn lại sẽ không ra tay giúp ai. Dưới tình huống này, các ngươi muốn dùng cường giả vũ trụ này giết hắn chính là đang nằm mơ. Người đàn ông mờ ảo im lặng. Thiên Đạo lại nói, ngoài ra, các ngươi còn quên mất tòa tháp cho tiên tri tạo ra. Nếu ta không đoán sai, đạo tắc của nó đã tề tựu gần đủ. Một khi đủ rồi, các ngươi sẽ phải hối hận. Chưa kể đến hắn còn có sự hậu thuẫn của kiếm tông và chính thần. Ta nói thật,
chỉ vài kiếm tu kiếm tông đến thôi đã có thể đánh các ngươi đến mức mẹ ruột cũng nhận không ra, nói chi đến vô vàn kiếm tu nơi ấy. Chỉ một hắc ám giới các ngươi đang gầy dựng này thật sự không đủ để đặt vào mắt. Tóm lại, các ngươi nếu muốn giết hắn cũng phải sắp xếp lại lực lượng của mình. Người đàn ông nhìn nàng ta, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên đạo, còn nữa, A-la sắp sửa đột phá rồi, khi ấy thì chỉ cần một kiếm là giải quyết được hạng như ngươi, ngay cả thượng chủ cũng không phải đối thủ của nàng ta. Còn tiểu đạo kia, các ngươi biết nàng ta không? Vô cùng lợi hại, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ ba phần. Mà các ngươi đã hoàn toàn chọc giận, khiến nàng ta toàn tâm toàn ý ủng hộ Diệp Huyên. Nàng ta thở dài, tóm lại, ta quan sát các ngươi lâu như vậy, chỉ thấy giặt một bọn ngu xuẩn, không nhìn nổi nữa. Người đàn ông mờ ảo bỗng gằn giọng, cô đang vũ nhục bọn ta. Thiên đạo nhìn ông ta, một khắc sau, một bàn tay vô hình đã thộp lấy cổ ông ta. Hai mắt người này trợn trừng đầy vẻ khó tin. Ông ta không hề có sức phản kháng. Thiên đạo, ta vũ nhục các ngươi, ta đang hảo tâm nhắc nhở đấy. Nói cho mà biết, con người các ngươi có một thói xấu rất lớn, đó là ngu mà không biết mình ngu. Không biết một chút gì cả. Như bây giờ đây, người biết người không phải đối thủ của ta mà cứ oang oang cái mồm làm cho dữ lên, bao nhiêu suy nghĩ cho chó ăn hết rồi à. Ánh mắt nàng ta bay sang lão già, lão lập tức biến sắc, ậm ừ nói ta không nói gì cả. Thiên đạo thu mắt về, lại nhìn người đàn ông, điều ngu nhất là các ngươi còn muốn nhốt ta, mà ngu hơn nữa là chỉ bày ra một trận pháp, phái một tên thượng sứ. Chậc chậc, ta thật sự muốn hỏi bọn trên thượng giới ăn phân mà lớn hay gì? Bằng không thì não đâu, sống cả chục nghìn năm mà chỉ thông minh đến mức này thôi sao? Ta có nuôi một con heo, cho nó sống 10.000 năm cũng không đến nỗi ngu xuẩn như vậy, ngươi tin không? Người đàn ông. Thiên đạo nói đến hưng phấn, tiếp tục, thật ra thì ta hiểu suy nghĩ của các ngươi. Các ngươi cho rằng mình đến từ thượng giới, chúng ta là hạ giới. Các ngươi trời sinh mang trong mình cảm giác thượng đẳng, cho rằng chúng ta chỉ như những con kiến trong mắt, mặc cho các ngươi chà đạp. Nhưng sau bao lần thất bại qua, các ngươi còn chưa tỉnh lại sao? Nàng ta vươn tay chỉ vào Diệp Huyên đang điên cuồng chém giết bên dưới, thằng nhóc này không dễ chọc chút nào. Sau lưng hắn có người chống cho, lũ đần độn các ngươi đừng xem thường hắn nữa được không? Muốn cướp thư phòng thì dùng đầu óc đi được không? Người đàn ông chỉ biết chân chối nhìn thiên đạo, không dám nói, cũng không dám động đậy. Bởi người này có khả năng giết ông ta trong nháy mắt. Thiên đạo bỗng thở dài thườn thượt, lũ như các ngươi ấy, trong mấy chuyện cổ hiệp nghĩa, đảm bảo không sống quá hai hồi. Lão già gầy đét bỗng lên tiếng, các hạ cũng mong Diệp Huyên chết đi. Thiên đạo cười với lão, nghe câu hỏi của ngươi kìa. Làm ta thấy ngại ghê, nên thôi ngươi vẫn nên đi chết đi. Nói xong, nàng ta vung tay phải lên, lão già lập tức biến mất không một tiếng động. Người đàn ông khiếp sợ đến tột độ. Thực lực gì thế này? Người phụ nữ này rốt cuộc mạnh đến đâu? Thiên đạo vừa mở miệng. Bỗng thấy một luồng kiếm ý hùng mạnh bộc phát từ phía dưới. Chỉ trong chớp mắt, cả chân trời đã bị nhuộm màu đỏ máu, trông khủng bố vô cùng. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt thiên đạo, vội nhìn xuống Diệp Huyên, chỉ thấy kiếm ý màu đỏ quanh thân hắn càng lúc càng mạnh, mà chiến lực của hắn cũng tăng lên ngùn ngụt với tốc độ không tưởng. Thiên đạo tròn cả mắt, rồi quay sang nói với người đàn ông, thấy chưa, huyết mạch chi lực của hắn sắp đột phá rồi. Người đàn ông. Ở dưới, Diệp Huyên đang trong giai đoạn đột phá càng chiếm càng điên, chẳng khác gì một sát thần. Huyết mạch phong ma, càng điên càng mạnh. Thiên đạo bỗng đi đến trước người đàn ông, chừng nào lên thượng giới, nhớ mà nói thật kỹ với người trên đó, đừng phái lũ ngu nào xuống đây nữa, phải đánh giá lại thằng nhóc này, tốt nhất là cứ lặp lại nguyên văn lời của ta. Lời khuyên cuối, hãy mang đến toàn bộ lực lượng. Phá vỡ vách ngăn vũ trụ giữa thượng giới và hạ giới, tập hợp toàn bộ lực lượng tiêu diệt hắn, cướp thư phòng, bước lên đại đạo hoàn mỹ. Các ngươi làm được mà, cố gắng lên, giết chết Diệp Huyên, cướp lấy thư phòng, các ngươi hoàn toàn có thể làm được. Nói xong, nàng ta siết chặt nắm tay, vung lên, cố lên nào. Người đàn ông. Sau khi được thiên đạo thả ra,
người đàn ông mờ ảo nhìn nàng ta một cái rồi biến mất với vẻ kiêng kỵ sâu đậm trong mắt. Ông ta cảm nhận được người phụ nữ này còn đáng sợ hơn cả Diệp Huyên, có thể giết người mà không cần đổ máu. Sau khi đối phương đi rồi, Thiên Đạo chớp chớp mắt, hơi cong môi, cái bọn đầu đất này. Nói xong, nàng ta lại tiếp tục theo dõi Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng chém giết bên dưới, khẽ nói, huyết mạch này thú vị thật đấy. Chấm chấm chấm. Trước tháp đen, máu chảy thành sông, thi thể thành đồng. Diệp Huyên đã chém chết không biết bao nhiêu là sinh linh hắc ám, vậy mà chúng vẫn không chùn bước. Bởi vì chúng không thể lui, trừ khi muốn hoàn toàn từ bỏ hắc ám giới. Nhờ có thân xác cứng cỏi và khiên thái cực, không có bất kỳ sinh linh hắc ám nào có thể gây tổn thương chí mạng đến Diệp Huyên. Chúng chỉ có thể bào mòn thể lực của hắn. Nhưng lại nhờ có huyết mạch chi lực mà hắn càng đánh càng mạnh. Chấm chấm chấm. Đại Hoang Quốc. Vô số thi thể rơi từ trên trời xuống như một cơn mưa. Đó là tác phẩm sau một hồi chém giết của tiểu đạo. Cho dù là thượng chủ hay các siêu cường giả hắc ám giới ra tay cũng không thể ngăn cản nàng ta. Thượng chủ đã bắt đầu sinh lòng hối hận khi nhận ra người phụ nữ này mạnh hơn hắn ta nghĩ rất, rất nhiều lần. Đúng lúc ấy, tin tức từ hắc ám giới cũng truyền đến. Biết được Diệp Huyên đang mở cuộc tàn sát ở đó, sắc mặt thượng chủ tối sầm như trời bão. Toàn bộ cường giả của hắc ám giới đang có mặt ở đây, nơi đó làm sao mà ngăn được hắn nữa. Phải trở về. Thượng chủ thốt lên, rút lui. Hắn ta xoay người toan rời đi, nào ngờ đã bị tiểu đạo xuất hiện chặn đường. Nàng ta hỏi, định đi đâu đây? Thượng chủ quắc mắt chừng lại, tiểu đạo cô nương, chúng ta không thù không oán. Tiểu đạo, nhưng ta chướng mắt người đấy thì sao? Thấy mắt hắn ta lóe lên, nàng ta cười, ta cứ thích chướng mắt đấy. Nói xong, nàng ta biến mất tại chỗ. Thượng chủ quay đầu thét lên, các ngươi trở về, ta cản à. Dứt lời, hắn ta đã lao về phía tiểu đạo. Vô số cường giả hắc ám giới phía sau nháo nhào tháo chạy. Ở dưới, quốc chủ Đại Hoang Quốc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hiện nay họ không có khả năng ngăn cản những người này, chỉ cần bọn họ chịu rút lui là tốt rồi. Chấm chấm chấm. Hắc ám giới. Diệp Huyên vẫn tiếp tục liều mạng cùng bọn sinh linh hắc ám, khí tức quanh người đã vọt lên một tầm cao mới khi huyết mạch chi lực hoàn toàn bùng nổ. Bốn phía hắn là la liệt những cái xác của sinh linh hắc ám, ít nhất cũng có mấy trăm nghìn. Vậy mà Diệp Huyên không tỏ vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng mạnh, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ma. Kiếm Thiên Chu trong tay hắn đỏ hòn như được đúc từ máu. Không, vào giây phút này, nó chính là một thanh huyết kiếm. Thuộc tính của nó cũng bắt đầu thay đổi dưới sự ảnh hưởng từ Diệp Huyên. Nơi chân trời, Thiên Đạo lẳng lặng quan sát với vẻ tò mò. Dường như nàng ta đã đánh giá thấp huyết mạch chi lực của Diệp Huyên rồi. Trong trạng thái này, bảo Diệp Huyên có thể đánh ngang tay với A-La cũng không ngoa. Quan trọng nhất là huyết mạch chi lực càng lúc càng mạnh hơn, dường như không có giới hạn. Thiên Đạo hiếu kỳ đánh giá Diệp Huyên với vẻ hứng thú tràn ngập, muốn nhìn xem huyết mạch chi lực của hắn rốt cuộc có thể đạt đến mức độ nào. Đúng lúc ấy, vô số bóng người chợt xuất hiện bên cạnh nàng ta. Chính là Đệ Cửu, A Mục và Lâm Tiên. A Mục nhìn Thiên Đạo một cái rồi mới nhìn xuống Diệp Huyên. Thấy hình dạng của hắn đã thay đổi, sắc mặt nàng ta lập tức xa sầm. Thấy Lâm Tiên muốn ra tay, Thiên Đạo bỗng cất lời, thần trí của hắn đang không được tỉnh táo, nếu các ngươi ra tay, hắn sẽ giết cả các ngươi. Ba người nhìn sang, Lâm Tiên hỏi, các hạ là? Thiên Đạo chớp mắt, ta chỉ là người qua đường. Có ý tốt nhắc nhở các ngươi thôi, ngoài ra không có gì hết. Người qua đường. Lâm Tiên nhìn Thiên Đạo, trông các hạ không giống vậy cho lắm. Nàng ta cười, thật sự chỉ là đi ngang thôi. Ta không có ác ý với chư vị, không cần phải đề phòng như vậy. A Mục bỗng hỏi, các hạ xưng hô thế nào? Thiên Đạo chớp chớp mắt một hồi rồi nói, tiểu đạo biết ta là bạn của nàng. Nghe đến tên tiểu đạo. A Mục hạ giọng, các hạ có thể giúp hắn trở lại bình thường không?
Thiên đạo lại chớp mắt nhưng không nói gì. A Mục, các hạ có thể. Thiên đạo bật cười, ta đúng là có thể, nhưng trạng thái hiện tại của hắn cũng không phải là việc xấu. Các ngươi nhìn xem, hắn đang trở nên mạnh hơn, có thể nói như đang kích thích tiềm lực bản thân hắn vậy. Đôi mày Lâm Tiên nhăn lại, kích thích tiềm lực ư. Thiên đạo gật đầu, nhìn kỹ đi, có phải hắn đã mạnh hơn trước đó rất nhiều không? A Mục thấp giọng nói, nhưng cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm cho hắn. Thiên đạo lắc đầu, thân thể của hắn kiên cố như vậy, lại còn có một cái khiên, hiện nay đã không còn bao nhiêu thứ có thể uy hiếp đến hắn, trừ khi thượng chủ đích thân trở lại. A Mục nhìn xuống Diệp Huyên đã biến thành huyết nhân, hai mắt tràn đầy lo lắng. Thiên đạo bỗng cười, đừng sốt ruột như vậy, nếu thân thể hắn không đủ mạnh, huyết mạch chi lực sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nó, nhưng thân thể hắn lại mạnh vô cùng, huyết mạch chi lực không thể hủy diệt được. Lâm Tiên bỗng lên tiếng, cứ để hắn tiếp tục vậy sao? Thiên đạo vừa mở miệng thì không gian nơi chân trời bỗng nứt vỡ, vô số cường giả hắc ám giới vọt ra. Lâm Tiên thấy vậy thì cau mày, biến mất tại chỗ. A Mục quay sang nói với đệ cửu, xin cô nương hãy ra tay hỗ trợ. Được. Đệ cửu chớp mắt rồi biến mất cách đó không xa. Hai cô gái này tuy sở hữu thực lực mạnh mẽ vô cùng nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản những cường giả hắc ám giới kia. Càng lúc càng có nhiều cường giả không ngừng ùa về phía Diệp Huyên bên dưới. Hắn vẫn đang cầm kiếm Thiên Chu, quăng mình vào cuộc tàn sát như thể không biết mệt mỏi là gì. Dần ra, thanh kiếm trong tay hắn cũng đang thay đổi. Bên cạnh A Mục, Thiên đạo khẽ nói, quả nhiên, kiếm của kiếm tu sẽ biến hóa theo chủ nhân. Thanh kiếm của hắn hẳn là sắp đột phá rồi, thú vị đấy. A Mục nhìn lại, các hạ là bạn của tiểu đạo cô nương. Thiên đạo cười, đúng vậy, hai chúng ta là bạn tốt với nhau. A Mục đang định nói thì bỗng nghe thấy tiếng kiếm minh rít lên ở dưới. Nàng ta nhìn xuống, chỉ thấy Thiên Chu trong tay Diệp Huyên bỗng nổ ra một tia kiếm khí huyết mang. Nó bay ra ngoài hơn mấy nghìn trượng, mang theo vô số thủ cấp đầm đìa máu trên đường đi. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Thiên Đạo, nó đột phá rồi. Ánh mắt A Mục nhìn Diệp Huyên vẫn tràn đầy lo âu. Thực lực của Diệp Huyên đã rất mạnh rồi, có thể nói là không thua kém gì so với những cường giả như A-La hay Thượng Chủ. Nhưng vấn đề là hắn đang trông không được bình thường cho lắm. Lúc này, các cường giả bốn phía bắt đầu thối lui vì sợ hãi. Đúng vậy, bọn họ cảm thấy sợ hãi. Quanh Diệp Huyên, thi thể chất thành núi, dưới chân hắn, máu đã chảy thành dòng. A Mục nhìn Diệp Huyên trở thành huyết nhân bên dưới, muốn đi qua nhưng bị Thiên Đạo cản lại. Hắn đã không còn lý trí, rất nguy hiểm với ngươi. A Mục nhìn theo, thấy Diệp Huyên dừng lại. Trong mắt hắn chỉ còn là một biển máu, đỏ tươi đến đáng sợ. Từ trong cơ thể hắn, từng tia khí tức hùng hậu ập tới như sóng cả, đã biến quanh người hắn thành biển máu. Cường giả hắc ám giới ở bốn phía liên tục thối lui. Đúng lúc này, Diệp Huyên gầm lên một tiếng, sau đó đã lao vút về phía những người đó. Xoẹt! Kiếm mang màu máu vụt qua. Nó đi đến đâu? Sinh linh hắc ám trên đường bị chém thành hư vô đến đấy, khiến không gian bị phá nát, chỉ trong chốc lát đã bay đi nghìn trượng, để lại kẽ nứt không gian đen nhánh trên đường. Thiên đạo lại nói, hắn cũng sắp đột phá rồi. A Mục, đột phá ư? Thiên đạo gật đầu, huyết mạch của hắn đã đạt đến một điểm giới hạn, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá. A Mục khẽ cau mày, thiếu một chút nữa. Thiên đạo cười, phải giết thêm người. Nàng ta vừa dứt lời, Diệp Huyên đã biến mất ở bên dưới. Xoẹt! Một tiếng cắt xé vang lên, ngay sau đó là những tiếng kêu la thảm thiết không ngừng. Hắn lại bắt đầu tàn sát rồi. Cường giả hắc ám giới bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng tốc độ của chúng lại chẳng bằng Diệp Huyên. Chừng một khắc sau, hắn đã búng người đi hơn vạn trượng, sau lưng là một hàng thi thể la liệt. Mùi máu tanh nồng bao phủ hắc ám giới. A Mục nhìn Diệp Huyên, hai tay siết chặt, trên mặt là nỗi lo âu rõ mồn một. Thiên đạo kế bên lại trông thong dong vô cùng, đang tò mò đánh giá Diệp Huyên. Đúng lúc ấy, một tia huyết mang bắn ra từ trong cơ thể hắn.
chỉ thoáng chốc, máu tươi lênh láng trong phạm vi mấy vạn trượng chợt dâng lên như thủy triều, ồ ạt cuốn về phía Diệp Huyên. Không những thế mà sinh linh hắc ám còn sống cũng bất chợt nổ tung, máu bắn ra cũng tụ hội về phía hắn. Vũ trụ nơi chân trời bị nhuộm thành màu đỏ tươi. A Mục bỗng biến sắc khi nhận ra máu trong người nàng cũng đang sao động, da rẻ đang rạn nứt khi chúng muốn lao ra ngoài. Chuyện gì thế này? A Mục hốt hoảng, đúng lúc ấy, một cánh tay đặt lên vai, giúp nàng khôi phục trạng thái bình thường. A Mục nhìn thiên đạo, chỉ thấy nàng ta dõi mắt nhìn Diệp Huyên, khẽ nói, huyết mạch của hắn đã đột phá. Không chỉ vậy mà còn lợi dụng nó để lĩnh ngộ huyết vực. Dùng máu thành vực, lợi hại đấy chứ. Dùng máu thành vực. A Mục nhìn về nơi xa, chỉ thấy Diệp Huyên đang đứng giữa một biển máu. Từng dòng đỏ thắm ồ ạt tràn ra khỏi cơ thể của các cường giả hắc ám giới, tụ lại về phía hắn. Chỉ trong chốc lát, hàng loạt sinh linh hắc ám đã chết bất đắc kỳ tử. Khi lượng máu kia tiến vào cơ thể Diệp Huyên, huyết vực của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Không chỉ thế mà khí tức tỏa ra cũng càng khủng bố. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên siết chặt hai tay lại. Quỳnh! Chỉ chớp mắt một cái, biển máu bốn phía bỗng nổ tung. Không gian vạn trượng quanh Diệp Huyên lập tức hóa thành hư vô. Luồng sức mạnh kia khổng lồ tựa thủy triều, ầm ầm đổ đến khắp nơi. Cảm nhận được uy lực của nó, A Mục lập tức biến sắc. Nhưng khi nàng ta vừa toan rút lui, nó đã biến mất không còn tung tích. A Mục quay lại, chỉ thấy thiên đạo đang tủm tỉm cười. Nàng ta không khỏi nhìn lâu thêm một phen trước khi trở lại với Diệp Huyên. Giờ phút này, biển máu quanh hắn đã biến mất, nhưng cả người hắn vẫn là một màu đỏ tươi. Tựa như hắn được ngưng tụ lại từ máu vậy, trông khủng khiếp vô cùng. Bỗng nhiên, Diệp Huyên quay phát lại nhìn về phía A Mục và thiên đạo. Sinh linh hắc ám không chết thì cũng đã trốn, hiện giờ họ là hai người gần hắn nhất. Nhìn thấy ánh mắt hắn, A Mục lập tức biến sắc khi cảm nhận được sát ý cuồn cuộn trong đó. Diệp Huyên bỗng dưng biến mất, kiếm quang lóe lên. Hắn thật sự không nhận ra mình sao? A Mục cau mày. Đúng lúc ấy, thiên đạo bỗng xuất hiện trước mặt A Mục. Kiếm của Diệp Huyên trực chỉ giữa trán nàng ta, nhưng khi còn cách nửa trượng bỗng dừng lại. Diệp Huyên gào lên, dồn lực đâm kiếm về trước. Không gian nơi mũi kiếm lõi xuống nhưng lại không vỡ ra, mà kiếm cũng không tiến lên được một tấc nào. Thiên đạo giơ tay, gõ nhẹ một cái nơi mũi kiếm. Duỳnh! Thanh kiếm khôi phục lại trạng thái bình thường bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không chỉ vậy, vết đỏ trên người Diệp Huyên cũng rút đi như thủy triều về biển. Chỉ trong chốc lát, hắn và thanh kiếm đã trở lại như trước kia, lập tức ngã khuỵu xuống. A Mục vội vàng đỡ lấy Diệp Huyên. Thiên đạo mỉm cười, hắn không sao cả, chỉ là tiêu hao quá nhiều sức mạnh, tạm thời có phần suy yếu. A Mục nhìn nàng ta, cảm ơn cô. Thiên đạo phủi tay cười, không cần thiết, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ta còn có việc phải đi trước, các ngươi cũng nên nhanh chóng rời đi. Chốc nữa thượng chủ mà đến thì sẽ tức chết mất. Đoạn, nàng ta lướt nhìn hắc ám giới một vòng, lắc đầu nói, thê thảm quá đi, hì hì. Vừa dứt lời, nàng ta đã xoay người đi, tuy tốc độ rất chậm nhưng trong mắt A Mục, thiên đạo đã đi rất, rất xa. Nàng ta rốt cuộc là ai? A Mục lắc đầu, thu hồi dòng suy nghĩ. Nàng ta ôm lấy Diệp Huyên, nhìn về phía đệ cửu và Lâm Tiên cách đó không xa. Lâm Tiên cũng dõi mắt về hướng thiên đạo rời đi, là người ấy sao? A Mục cười, nàng ta không nói thì chúng ta cũng đừng hỏi. Lâm Tiên gật đầu. A Mục ôm lấy Diệp Huyên rời đi, Lâm Tiên đi theo, nhưng đệ cửu lại không cất bước. A Mục quay lại hỏi, cô nương không đi cùng chúng ta sao? Nàng ta trợn mắt, tự đi đi, ta mà theo, sợ không nhịn được lại giết các ngươi. Hai người kia. Đệ cửu nhấn mạnh, ta nghiêm túc đấy. A Mục mở to mắt, cô muốn giết chúng ta. Đệ cửu gật đầu, ta có suy nghĩ đó, cũng muốn thực hiện nó. A Mục có phần khó hiểu, vì sao? Đệ cửu, vì các ngươi là con người. A Mục kinh ngạc, chẳng lẽ cô không phải? Đệ cửu chỉ hừ một tiếng rồi biến mất ở chân trời.
A Mục ngây ngẩn quay sang hỏi Lâm Tiên, ta nói gì sai rồi sao? Lâm Tiên cũng nhún vai, tỏ vẻ không hiểu gì hết. A Mục do dự một hồi rồi nói, nàng ta sẽ không gặp chuyện chứ? Lâm Tiên lắc đầu, nàng ta rất mạnh, người thường căn bản không phải đối thủ. A Mục lại trỏ vào đầu mình, khẽ nói, nhưng ta thấy hình như nàng ta, không bình thường cho lắm. Lâm Tiên. Một hồi sau, cả hai mang Diệp Huyên rời đi. Chấm chấm chấm. Trên bầu trời Đại Hoang Quốc, trận chiến giữa Thượng Chủ và Tiểu Đạo vẫn tiếp tục. Thượng Chủ đang hoàn toàn bị đàn áp, giờ phút này đã chi chít vết thương trên người. Xoẹt. Một cánh tay của hắn ta bỗng bay véo ra ngoài, máu tươi bắn ra tung tóe. Tiểu Đạo đang muốn ra tay thì Thượng Chủ gầm lên rồi xoay người. Không gian trước mặt vỡ ra để hắn ta chui vào trong. Tiểu Đạo vừa định ra tay ngăn cản thì nhìn thấy một cô gái xuất hiện trước mặt. Thấy Thiên Đạo đến đây, Tiểu Đạo không khỏi cau mày, cô đến làm gì? Thiên Đạo! Nếu tiếp tục ra tay, thương thế của cô sẽ càng trầm trọng. Tiểu Đạo trơ mặt không nói gì, sau lưng là núi thây biển máu. Thiên Đạo, Tiểu Đạo, cô cần gì phải nhúng tay vào cuộc phân tranh này? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 99.